đại hỷ đại xả cứu hàm thân tương đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm chúng mau còn chỉ thăm thành thành lễ chi tâm đảnh lễ cả chư Phật ba đời tốt hứa công khắp pháp chỉ ai tâm ơi đảnh lễ tất cả chánh pháp ba chỉ tâm đảnh lễ tất cả tăng Phật hiền thánh ba đời tốt hứa không khắp pháp giới. Nói để quý vị biết nè, bây giờ thằng Triết dù là lớn cách mấy nhưng mà chưa phải là trụ trì thì không có ở cái giữa này. Bất cả đi chùa nào cũng như không ở giữa mà ở một bên ở giữa thì chỉ để trụ trì thôi. Tổng thống Mỹ, tổng thống Liên Xô là lớn rồi, qua nước Lào, nước Campuchia phải ở cái dưới khác chứ không có nước nổi. Cái thứ hai, nếu mà đủ duyên thì sau này có dịp đi đâu về đây không biết, sẽ nói mình đi lại tới chỗ chùa nào lạ không ai đi chánh điện mình lên lễ Phật, không được quyền cầm thánh cầm chuông đánh chuông đánh mỏ, trừ khi nào vị ở đó vị tăng chúng nó nhờ mình thì mình được, còn mình làm là sai luật, đúng chưa? Mình đây là gọi là học nguyện phổ hiền đó, tám là nguyện bản chung như là Phật dạy học cùng với nhau, bác giả tu trì Phật học đó. Thành ra ở đây chúng tôi xem quý vị như người thân nhiều lần. Bây giờ bắt đầu mình học cùng với đây. Mấy bài con nghe không con? Có gần gần chỗ đó con nghe. Nghe ngồi bên này chỗ cái loa nó có không con? Cái loa nó có không? Cái loa ồ miền chỗ nào còn nghe được thôi. Không phải đâu rồi, rất chạy đâu rồi cô? Mới vô chưa? Vô cái ăn cắm hả? Thôi được rồi. Đây có thực hiện được đạo. Được rồi, ngồi đi, ngồi đi. Thường cái đèn mà sắp tắt nó bật lên sáng. Bữa nay là ngày cuối, thành ra có những cái quan trọng hơn. Chút xíu tôi phải đúng không? Rồi, thanh lương con coi lại cho thầy niệm Phật còn giá vị nè. Dạ, đưa các bạn thầy. Niệm Phật nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thank you.
sư Thích Nữ thành Diệu Pháp cùng tất cả quý đồng hương và quý quý đại. Thật ra đó thì giáo lý của Phật đó là rất là sâu màu, và hôm nay chúng ta là hôm ngày chó, tức là bữa nay là ngày thứ sáu 26 tây tháng 5 năm 2023. Không biết ở đây có ai biết Hòa Thượng Linh Sơn, tức là Hòa Thượng Linh Sơn pháp hiệu là gì? Không biết nữa. Hòa Thượng Linh Sơn á, thượng quyền quyền gì? Phải hạ quy vi mới được. Thượng hạ thượng quyền hạ hạ vi quyền vi, quyền là màu nhiệm, vi là ngõ nhiệm, cái không biết là thế biết. Thì Hòa Thượng là cái người mà học 1952 đậu tiến sĩ thủ khoa ở Ấn Độ, thủ khoa Ấn Độ. Và đây là lời, này là lời của Hòa Thượng Thanh Từ nói lại chúng tôi lái xe Hòa Thượng Từ đó. Thì Hòa Thượng Từ nói thầy Nguyễn Duy rất là giỏi, bên đây tay này tay mặt á viết chữ Việt, tay trái viết chữ Hán, hai tay viết như nhau. Còn thầy không có giỏi bằng cái gì đó. Và chính Hòa Thượng Huyền Vi cứu bồ Hòa Thượng Thanh Từ, nói thầy được Hòa Thượng Huyền Vi cứu bồ vừa làm cái hồi đó là đi giảng, hai ông con mập con ốm, con số sửa là Hòa Thượng Thanh Từ nói vi học nhiều, còn Hòa Thượng Thanh Từ thì chỉ là mới đỏ lúc ba triệu làng thôi, nhưng mà cũng có tu. Sau này tu cho lúc đó là thậm chí tới khi mà ai giảng hay đó thì ở đây quý vị không có ai nói đâu, chúng tôi nói cái này để mà thấy mình ráng tu thôi. Là hồi đó Hòa Thượng Thương Người Hoa Vi với Hòa Thượng Thanh Từ, tức là Thượng Thanh Hạ Từ đó, là ở trên chùa Ấn Quang. Thì lúc đó có Hòa Thượng Thượng Từ Hạ Thông nữa là cũng cỡ. Thì Hòa Thượng Thượng Quyền Hạ Thông á, Thượng Từ Hạ Thông á thì ở bên ngoài, Hòa Thượng Người Vi ở trong sòng cùng, Hòa Thượng Thanh Từ ở giữa. Thì Phật tử là sách thức ăn lên luôn luôn cúng cho Hòa Thượng Huyền Vi, giảng nhiều hay nhiều thì người ta cúng nhiều. Thì lúc đó Hòa Thượng Từ nói thầy thường như lúc hết nước tươi không có thức ăn, cũng không dám nói, chứ không phải gặp ai mà kêu đó. Thì Hòa Thượng Từ Thông cũng giỏi gì pháp số pháp, nghĩa là cái danh số với danh pháp cũng giỏi. Chẳng hạn thì một kiếp của con người là bao nhiêu? 100 năm kiếp người mình đây nè, nhưng kiếp quả gì cậu là bao nhiêu? Ai nhớ? 16.798.000 năm. Còn một kiếp mà trong kinh A Di Đà đó, Đức Phật Thích Ca Ni nói lại đó, hữu sai lầm pháp A Di Đà Phật thành Phật Vĩ Lai Ư Kim thập kiếp. Thập kiếp là mấy kiếp? 10 kiếp. Rồi mà đi bao nhiêu năm? Không có ngàn năm đâu, nghe nè. Một kiếp mà trong nhà Phật nói đó là 1.000 Phật ra đời. Ai có tụng kinh Địa Tạng rồi biết đúng không? Nếu làm ác đó, tới một hiền kiếp để 1.000 Phật ra đời rồi vẫn còn bị đọa trong địa ngục, đúng không? Đó, một kiếp là 1.000 Phật ra đời, mà từ một vị Phật này tới vị Phật kia ra đời lâu mau, lâu lắm. Thành ra mình nói Nam Mô quá khứ tỳ và thi Phật, tức là ở kiếp quá khứ từng trang nghiêm kiếp, vừa qua là trang nghiêm kiếp, tên là tỳ và thi tức là 998, thi ký là 999 và tỳ sư phụ là 1.000. Chúng tôi nói hôm kia chúng tôi nói rồi. Và tới kiếp này là kiếp của mình là kiếp gì? Cái chỗ nó giải kiếp mình là kiếp người. Kiếp là tên là hiền kiếp. Có mấy vị Phật ra đời rồi? Mấy vị? Bốn. Đúng rồi. Kiếp là gì? Câu lô tô môn ni. Nhớ chưa? Thứ hai là gì? Câu nào môn ni. Thứ ba là gì? Cái này phải ghi. Thứ ba là gì? Ca Diếp Môn Ni. Đúng rồi đó. Thứ tư là gì? Thích Ca Môn Ni. Thứ năm là? Chưa có.
giỏi quá, đúng không? Người nói chú nào phải đi làm sai, đương đương lai, đương là sắp lai là tới. Và đi học nhớ luôn cái này nữa là mới là nhớ luôn. Kiếp thứ nhất của hiền kiếp này, Đức Câu Tôn Ni, nếu có người đó sống bao nhiêu tuổi thì ngài sống bao nhiêu tuổi. Ở đây mình kiếp này Thích Ca Ni, con người sống 100 tuổi thì ngài cũng khoảng 100 tuổi, mà lên xuống chẳng có 120, rồi cũng có 80, ngài có 80. Kiếp của Câu Tôn Ni, con người sống nhiêu tuổi? 60.000 tuổi. Con người cũng 60.000 tuổi thì Đức Thế Tôn Câu Tôn Ni cũng sống 60.000 tuổi. Rồi tới hết, tới kiếp giảm, giảm rồi tới tới vị Phật nào ra đời nữa, cái hiền kiếp Câu Na Môn Ni bao nhiêu tuổi? Thì nó dành nó sống nhiêu tuổi? 40.000 tuổi, đúng rồi đó. 40.000 tuổi rồi hết Câu Na Môn Ni rồi, tới thứ ba là ai? Ca Diếp Ni sống nhiêu tuổi? 20.000 tuổi, giỏi. 20.000 tuổi. Và bao lâu, mấy tháng mới 4 tháng một lần? 500 năm mới 4 tháng một lần. Tại vì sống tới 20.000 tuổi là còn mình ở đây sống có 100 tuổi là mấy năm 4 tháng một lần? 2 tuần nửa tháng là 2 tuần. Tại vì nó quá là học như vậy nhớ thì mới lẹ. Rồi thôi bây giờ vô bài. Thời gian ở đây thiệt tình một cái con thầy hôm qua ở Diệu Nguyên chạy đâu vậy? Dạ. Rồi cậu, thầy còn thiếu nợ cái gì? Ồ dạ, hôm qua thầy thiếu nợ là cái đầu là nói về Đức Phật A Di Đà. Cái thứ hai là hàng sơn thập đắc. Thiếu phải trả, nhưng dạ. Bây giờ thôi, giờ sẽ lo cái này cho rồi thì trả. Giờ cái gì là cái trang thứ tư là hoặc phóng đại quang minh, thấy chưa? Thấy chưa? Dạ thầy. Phóng đại quang minh là gì? Mấy cái này nó thật ra thương quý vị, thương kiếp nhìn quý vị như là cha mẹ con người rồi bị kiếp. Gì tin không? Ai tin? Tại sao tôi nói con này là gì á? Đức Phật Thích Ca Ni ngài nói là cái hôm mà cái hạ thứ 16 thì có 12 vị tỳ kheo bên bờ sông Hàn mới qua gặp Đức Phật để tìm kiến giải. Kiến là gì? Kiến là gì? Thấy là cái nghĩa thấp lắm. Kiến là nhận định, nhớ không? Quan niệm nhận định. Giải là gì? Ngộ, hiểu biết. Kiến giải, trình kiến giải là cái ngộ đó. Thì sau khi trình xong rồi, được bảy nhập hạ xong rồi đó, tu có trình tới ra trước tu là hoàng, tu là a la hán, a la hán đó, thì mới trình với Đức Phật mới xác nhận. Tại sao chúng ta là 5-7 tuổi không thấy cái xoáy của người lớn, mà người lớn thấy cái xoáy của người nhỏ không? Thấy, chỉ có ở trên mới nhìn thấy biết. Cho nên sau khi mà trình rồi mới nói bạch Đức Thế Tôn, trên đường con từ sông Hàn qua đây đó, con thấy lính nó chở 6 người trên tù xa, mà vua Ba Tư Nặc tức là Banasari đó là đệ tử của Đức Tôn, xin Đức Thế Tôn cũng có nhiều lần xin vua thả phóng thích tù nhân. Thành ra 6 cái xe tù xa đó, cái xe dây đỏ tối mà bóc tay nữa. Cái gì biết tù xa không? Xa là gì? Xe tù là gì? Xe cho tù là gì? Nó cả lớn. Có qua phim trưởng của Kim Dung mới thấy lĩnh vực nó đâu có ấy. Bây giờ thì xe mới thuận chạy bằng máy, rồi đó đẩy 2 người đẩy cái càng này nè, ngồi gì nè, rồi cái hai tay để lên cái gông ở đây, thì dưới này xiềng vô đây nè, rồi cái xe rồi tối ngang đây nè, đúng chưa? Có hình dung được chưa? Tù xa, xa là xe là xe chở tù, nó đẩy 6 xe đi lính canh chừng để bạch Thế Tôn. Còn thấy có 6 tù xa, cái xe 6 tù xa chở 6 người xe rồi tối bằng bắt tay đó, xin Đức Tôn, xin Đức Vua Ba Tư Nặc để thả người đó, giảm án thả người đó. Đức, cái gì thấy cái gì mà nói lớn không? Đức Phật nói con này quá hay, này các tỳ kheo, tuy dây là tối cầm tay của những người ở trong tù xa tuy lớn vậy đó, nhưng mà 20-30 năm còn thả, mà một sợi tóc suốt đầu nhiều khi chưa có mở ra, có không? Đúng không?
Biết sợi tóc không? Anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Từ hải rồi đánh trong thắng đó mà tới chừng là nghe kiều ra hàng với hầu Tôn Hiến thì tên bắn đứng chứ không có ai xô không ngã, mà tới ai lại xô ngã. Tôi kiều tên nói chàng ơi té cái đùi đúng không? Phải không? Thành ra anh hùng nan quá mỹ nhân quan, anh là thơm hùng là mạnh, sức mạnh trí thốt đó, nan là khó quá đi qua, mỹ nhân quan là cửa ải của người đẹp. Thành ra cái dây tù sa nó còn 20, 30 năm còn thả, mà trói sợi tóc đó chúng tôi không có thời gian để nói, có nhiều cái thực tế mà đời có nhiều người vô. Còn thoát nghiệp tại con lên chút lâu Đà Lạt này nè, con chừng nào ngộ đạo mới xuống núi, không nhận điện thoại giữa nhà ở Sóc Trăng. Tôi không nói tên là mình phiền lắm. Ở đó 7 tháng mấy, thật ra rồi cứ điện thoại cô bạn, cô bà xã đó, ở Sóc Trăng cứ gọi lên hoài. Gọi hoài thì thầy chủ trì, thầy Thông Phương đó, trời ơi, thầy thân trước là thầy chỉ khác phải nói với cái người tập tu. Nghe một lần cho tôi biết, chứ còn bây giờ, chứ cứ gọi hoài phiền quá. Tại tôi nói trời ơi, chú ơi, lớn tuổi là 68 tuổi. Lúc đó là khoảng chừng 49-50. Chú xuống đi, tôi nói một lần với cô ghi điện thoại nữa. Cái đường tọa thiền 2 giờ tọa thiền tới 4 giờ ren hoài. Ở đó kế bên rồi động chúng ở trên, động xuống, ông nghe. Phải tháng mấy mới nghe một lần thôi. Nghe lại lên tôi nói thì sao? Không có lời, nói được hết. Không hờ hỏi sao nữa. Chút nữa, cổ đem xe vô rước con gì vậy? 68 tuổi chưa tha có gì đây, tôi phải chơi tên đó. Đúng không? Mà mình thấy cuộc đời không có nói được ai dở, ai giỏi, không có ai giỏi hay dở. Thì thôi, giờ chúng tôi nói là trong cuộc sống này, mình thấy, bữa hôm tôi nói rồi, cái người mà xuất gia đó, rồi như ông này cũng vậy là tôi dò tôi hỗn đạt tôi nói thầy không ha, giống không? Giống đại tướng không? Đúng không? Tóc vừa cạo, tổ dạy nha, phải tôi nói là tóc vừa cạo, tên hồng đã phủi, quyển số đời tên tuổi đã môi, nợ tràn ngày cũ hết rồi, Tây Phương có sẵn một nỗi ăn đó. Thật ra do đó mà ở đây chúng tôi cũng nói là bữa nay đó, mình đây đó, mình học cho rồi, cái còn nói qua mấy chị kia là còn thiếu nợ, còn thiếu nợ lại, thôi trở lại đi. Chút xíu đó, mình sẽ trả bài. Cái bọn kia là, nè, cái thứ tư nè. Những cái này đó, thật ra đó, nói mà nó không hết là mất nhân hết, mà nói mà không rõ là mất nghĩa. Tôi nói cái gì là cha mẹ người đời, thật ra cái gì, các vị đó nói, Đức Thế Tôn nên sinh sao đó, Đức Phật sinh rồi sáu người đó được, không thích. Là thật ra Đức Phật nói cái sợi tóc nhỏ xíu mà nó trói, còn rồi trói 20-30 năm có thể xả ra. Cho nên ai mà cho cha mẹ chồng con vợ con đi xuất gia con giúp đỡ đó, thật ra ở đây chúng tôi cũng nói là trong cuộc đời này như cô Thanh Diệu Pháp, như cô Hiền Thuận, những vị này ít nhất là 7 đời tu rồi đời này được xuất gia. Và Hòa Thượng Tuyên Hóa nói rằng chớ bảo xuất gia là chuyện dễ, phải do nhiều kiếp trầm căng lành. Đúng rồi, Hòa Thượng Tuyên Hóa nói câu này nổi danh nè. Ở Mỹ này là 5 vị mà Tao Bộ Tuyên Hóa nhớ không, 5 người Mỹ đó, đầu tiên đó, sao lại còn được mấy vị? Một vị là Ngài Xua, là Ngài Thật thôi. Và Ngài nói là ở đây đó, nếu mà xuất đường ở Mỹ này xuất ra được giống như gà trống mà đẻ được. Gà trống có đẻ được không? Không đẻ được. Thành ra ở đây chúng tôi cũng nói là chúng tôi nói ví dụ đây là cha mẹ nhiều đời kiếp, cho nên sau khi mà nói Như Lai sẽ sinh, nhưng mà sau đó thì Đức Phật nói này các vị khen, các con đi qua đây, các con nói đi qua một tiếng đò, mà có biết họ tên người đi trên đò không? Nó dạ con không biết, thấy mặt thôi. Đức Phật nói này các vị khen, khi các con qua xong đi trên chiếc đò một khắc nửa khắc, một giờ nửa giờ đó, các con chỉ thấy mặt người đi trên đò và không biết tên. Với Phật nhãn hôm nay thuần tịnh, Như Lai thấy các con và những người đi trên đò ít nhất là 500 đời là cha mẹ anh em với nhau. Tin không?
Trời ơi, phải có ấy chứ. Bây giờ tôi nói là cách 500 đời, 500 năm. Bây giờ mình đi qua Mỹ đây, lúc đó mình đi đây, cháu mình kêu bằng mình gì, nó mới sang 4 năm tháng, 10 năm sau về, mình về nó mình biết không? Không, cuốn mình cách 50 năm, 1-200 năm, đúng không? Và bên thiền, thiền sư Bùi Long Như Kỳ nói rằng thuyền lẻ cùng qua sông, còn có duyên đời trước, cha mẹ cùng chung sống, đâu có duyên nhiều đời. Cha mẹ cùng chung sống có duyên nhiều đời, nhưng mà duyên nhiều đời chừng nào cái lộ nhiều nấy. Thôi trả lại nha. Hoặc phóng đại qua bên thế chưa? Phóng đại qua bên phóng cái gì? Hào quang phát ra. Mà ở đây đó, chúng ta không thấy được Phật cũ lắm. Trong kinh nói đó, Đức Phật đi tới đâu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hào quang phóng ra một tầm, là 10 thước. Ở đây cái gì? Tu tịnh độ phải không? Phải tu tịnh độ không? Hay tu thiền? Tịnh độ. Tịnh độ có thì có, đúng không? Bây giờ thiền là gì? Ai định nghĩa coi. Bữa nay chúng tôi nói hết luôn là cái quan trọng là mình vượt qua già bệnh chết, là không còn già bệnh chết nữa, không còn sợ nữa, đúng không? Rồi chút nữa đi. Giờ chúng tôi nói thiền là gì? Thiền là sống trở lại cái thời điểm mà ta đang tiếp xúc với sự sống. Chúng ta đừng lái xe biết mình đang lái xe, ta không biết mình đang ăn. Lái xe không biết lái xe thì gây tai nạn, mà gây tai nạn tức không tiếp xúc với sự sống. À, thì ở đây đó, về tịnh độ, chúng tôi có nói gì vậy là ai tu tịnh độ, ai nói cho tôi nghe cái bài chuỗi mà khai chuỗi làm sao đâu, kể coi. Ai biết bài chuỗi khai chuỗi là sao? Xin thưa quý vị, nếu tôi tịnh độ muốn có cầm thủ chủ mà làm niệm Phật cũng có bài chủ và chú khai chuỗi. Cô kể coi. Cái đó là thâu chuỗi. Nhớ không con? Nghe nè, cầm sao chuỗi lên 108 hoặc là 18 hoặc là 21 rồi cầm sao chuỗi lên. Cái này thầy giỏi, thầy giải quyết không hết được, bữa nay thầy mắc nợ nữa. Có nghe câu thủ trì không? Thủ trì nhất ba bát diệt tội giỏi giỏi. Tiếp nữa coi. Tiếp. Viễn ly tam đồ khổ, xích sắc biến liên hoa. Rõ chưa? Thủ là gì? Thử giữ, giữ là tay, trì là giữ, cái tay mình cầm rồi. Nhất ba bát là nhiêu? 108 hạt. Thủ trì nhất ba bát. Diệt tội đẳng hà sa, diệt là cho mất đi số lượng hàng hà sa số tội mình vô lượng kiếp. Thủ trì nhất ba bát, ghi cho con. Mà không đỡ mà hết rồi, thầy cũng đã ở cho cháu cháu luôn. Thủ trì nhất ba bát diệt tội đẳng hà sa, diệt là mất đi đó, tội của mình đó. Đẳng là cát đó, số đông đó. Hà là sông, sa là cát, như cát với sông hành diệt hết trơn. Viễn ly tam đồ khổ, viễn ly tam đồ khổ, viễn ly tam đồ khổ, được chưa? Viễn là gì? Xa sao chưa có lìa, ly có lìa. Viễn ly là xa lìa. Tam đồ khổ, tam đồ là gì? Ba món, đúng không? Đồ là gì? Đồ là đường. Ba đường khổ là đường gì? Giỏi là tam đồ khổ. Khổ chữ khổ nghĩa là gì? Ghi chữ khổ là đắng. Trái hủ qua chứ trái gì? Trái hủ qua. Hủ qua chứ ta khổ qua, chứ qua nghĩa là gì? Qua là dưa. Dưa đắng.
Tôi cô Kính bây giờ đang xuất gia ở Thường Chiếu đó. Cổ chú Kính của chú Năm, cổ lúc đó 17-18 tuổi, học lớp 6 thì ở trong đất mà Tết cho chị xíu mắm. Tết thì ăn, xin lỗi, ở ngoài đời thì ăn thịt kho, cá thu xong rồi kho hột vịt thì cứ ăn rồi tới thứ mùng 3, mùng 4 thì ngán rồi. Đi chợ mua đồ gì, mua mắm, mua cá này kia. Cái bà già có người Tàu Lai, bà chịu lộn cái Tàu không à. Ở đây cô biết mà nhớ không? Đó, bà già cao một thước 85, cái xe mà ngồi là cái xe lâu là hai người ngồi, bà ngồi hết rồi, tấm lúc rồi mà. Thành ra tới giờ về tôi nghe ra, mày đi chợ vậy ra ở nhà ba đứa một cái, mà mày đi mua hai trái bầu với một hai ký hoa, ba mà mua bốn tấn mình mua đầu năm đầu tháng mày mua về trong trọng mày muốn hại tao hả? Ý là cổ muốn nói là bầu phải không, mà mua hai trái bầu. Người đời khổ nổi, khổ qua diễn ly tâm rồi, khổ là đắng. Nghĩa là cực khổ, cực là tổ, cực là tổ, lạc là vui cực. Còn nếu mà cực khổ là, đó là cái tâm khổ cùng đó, nhớ không? Diễn ly tâm rồi khổ, xích sắc biến liên quan. Xích sắc là gì? Biến liên quan là gì? Xích sắc là gì? Xích là xiềng đó, là tối đó, xích sắc đó, biến là trở nên, liên quan là gì? Quả sen đó, ngộ đạo rồi đó. Xích sắc biến liên quan, hay quá ha. Rồi cái đó là khai, mở rồi khi mà hết niệm xong hết rồi, rồi muốn nghỉ thương đó thì phải có mở rồi phải có thâu. Mà thâu sao? Ái hà thiên xích lãng, kêu cho con ái hà thiên xích lãng. À, tại vì ghi nghe cho chút nữa mà nói tôi là nói ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, được chưa? Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ. Muốn thoát khỏi khổ luân hồi đó, tạo ấp niệm Di Đà, rõ chưa? Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo ấp niệm Di Đà, rồi chưa? Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tảo cấp, tảo là nhanh, cấp là gấp, niệm Di Đà, nhớ chưa? Và đừng có nghe ta nói niệm tà tà Di Đà cũng được. Cái đó không phải đâu. Rồi có dạy bên đây được chưa? Thầy đã nhưng cái ái hà thiên xích lãng, ái là thương, hà là song thương biển nhớ đó, thiên là ngàn, xích là gì? Xích là gì? Trời ơi, xích là thương. Có nghe nè, Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng, nghe không? Phật cao một thước, xích là một thước tay, từ cụ chỗ lên tới chỗ ra này là xích như thước hồi xưa đó, một còn hắt tay một thước tay đó. Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng, một trượng là 10 thước. Phật cao nhất trượng, ma cao quá trượng đầu. Phật cao quá trượng đầu, ma hàng thuộc Phật. Thành ra ái hạ thiên xích lãng, thiên là ngàn, xích là thước, lãng là gì? Lãng là lưỡng sống. Ba đạo cũng là lưỡng sống nữa, nhớ chưa? Nghĩa là cái sông thương biển nhớ đó, cái sông thương nó có cái sống được cái ngàn thước, 10 thước chục cũng chìm rồi chứ ngàn thước cũng chết nữa. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, trùng là lớp lớp, ba cũng là sống đó, cái biển khổ vạn trùng ba, dục thoát luôn hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà, được chưa? Rồi cái đó chua lên cái đó, thôi giờ trở vô nè,
hoặc phóng đại quang minh. Ở đây đó mình không gặp được Phật cũng lắm quý vị ơi. Đức Phật đi đâu hào quang phóng ra một tầm là 10 thước 10 xích đó. Con chim cú mà thấy hào quang Phật nó bừng như vỗ cánh, nhờ tốc lượng tâm ra trong kinh nói có khi nó bỏ thân nó có chim chết nhờ cái tốc lượng tâm mà nó quan hỷ được sinh viên ở dịch cũng trời đâu rồi. Tại cái này không lẽ rồi hoặc phóng đại quang minh rồi nó đi luôn hoài thì nó ủ nó phải nói gì cho nó hết giờ. Hoặc phóng đại quang minh hoặc biến chư thật hoặc hiện chư thật, biết chữ này, chữ biến này là sai, là chữ biến này chưa sao có biến đâu. Hoặc hiện chư thật biết cho người đánh máy đặt sửa đây, gạt bỏ chữ biến đây, hoặc hiện chư thật biết, hiện là phát ra, chư là các, thành biết là thành là bầu nhiệm, biết là tàn khắp, mà hiện là cái hào quang là kia đây. Hoặc hiện chư thật biết, thấy chưa? Hoặc hiện chư thật biết rồi kỳ biến là đầy khắp đó, tràn khắp đó. Hoặc hiện ra chư thần biến, hoặc hiện chư thần biến, chưa bỏ chư biến thứ nhất đi, hoặc chư biến là bỏ chư biến đó, hoặc hiện chư thần biến, hoặc là xuất hiện ra cái thần thông, hiện ra các cái biến đầy khắp đó, kỳ hữu kiến ngã tướng, thấy chưa? Kỳ hữu kiến ngã tướng, kỳ hữu, hữu là có, kỳ hữu. Hoặc nếu thấy ngã tướng là tướng gì? Tướng của người phóng ra đó là Phật hay là những vị thánh, vị A-la-hán, hoặc thấy cái tướng đó đó, hoặc kỳ hữu kiến là tướng. Mà nếu thấy được cái kiến của ta là tướng của các vị thánh đó, người chứng quả đó, kỳ hữu kiến là tướng. Nãi trí văn ngã danh, nãi trí là gì? Cho đến, trí là đến, cho đến, cho đến. Văn là nghe, ngã danh là nghe, tu danh của chư Phật, tu danh chư Bồ Tát. Trong kinh Địa Tạng đó có nói người nào gần chết mà nghe tên của vị Phật, chư Bồ Tát đó cũng được diệt cái tội đó, nhiều tội về trước đó. Nên là nãi trí văn ngã danh cho đến nghe cái tên của cái vị thánh, vị Bồ Tát, vị Phật đó, hoặc thấy cái tướng của Phật hiện ra, cái tướng Bồ Tát hiện ra, hoặc thấy hoặc nghe tiếng của Đức Phật. Nãy chí văn ngã danh nghe tên Đức Phật hay chư Bồ Tát, giai pháp Bồ Đề Tâm, biết giai nghĩa là gì? Giai là đồng, là đều, đều phát, đều phát ra khởi cái niệm lên là Bồ Đề Tâm, là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm gì? Tâm gì? Tâm thành Phật, tâm làm Phật. Và các vị tới tới chùa, tới tỉnh xá, tới tỉnh thấp, cái gì học kinh gì, học gì, học làm Phật, học làm Phật chứ không phải học kinh này kinh kia đâu, học kinh là phương tiện thôi. Còn cái cấy là mình thoát khỏi dòng thực tư luân hồi rồi, đúng không? Nhớ chưa? Và trong kinh Pháp Hoa nó có 5.000 vị tỳ kheo thối tịch đi ra đó, khi nghe nói giảng kinh Pháp Hoa không tin đó, chỉ chứng A La Hán thôi đó, gọi là Phật quả là độ A La Hán, là A La Hán nặng nề, không chịu phát tâm. Tại vì chứng A La Hán là chỉ quỳnh nợ ở nhập cái đàn không cứu ai, đúng chưa? Giai pháp rồi tâm, rồi phát tâm thành Phật, vĩnh xuất luân hồi khổ. Vĩnh là gì? Vĩnh là gì? Vĩnh là một chữ rồi còn chồng thêm chữ nữa. Vĩnh là mãi mãi luôn luôn, nhớ chưa? Vĩnh là mãi mãi chứ vĩnh viễn, viễn là xa, luôn luôn mãi mãi xa lên, chừng như hai chữ một chữ lên còn không hiểu gì hay gì đó. Vĩnh là mãi mãi, xuất, xuất là gì? Ra khỏi luân hồi khổ, là cái khổ của luân hồi. Mà khổ luân hồi là từ cõi nào tới cõi nào, nhớ chưa? Không ra khỏi địa ngục mà cũng xuất sanh, đúng không? Cha con đúng là gì? Lắc đầu là sao con, Diệu Nguyên? Mô đình ở đâu? Ở đâu? Vì có người, rồi gì nữa? Thầy nói luôn là thầy nói. Sao mẹo? Trời ơi. Xin thưa quý vị nè, dục giới, sắc giới, vô xúc giới, còn trời phi tử, phi tử xứ cũng còn là thằng phu, cũng còn ra luân hồi, rõ chưa? Dính sức luân khổ qua ba cõi đó, dục giới, sắc giới, vô sắc giới vẫn còn luân hồi, và ba cõi này gọi là phàm phu. Nhưng mà nếu sơ thiền viên thiền căn thì tứ thiền, trước được tứ thiền ở
không dùng dưới sức mà thức dùng sức cõi đó vẫn còn phàm phu thiền. Một phiêu tưởng xứ là chỗ đó tưởng mà không phải không, không tưởng vẫn còn có tưởng, tại đây sống cho mấy trăm triệu năm nữa nhưng mà vẫn nhớ cái cõi này nữa, gọi là phàm phu chứ không phải là mãi mãi. Chỉ là chứng được như là diệt thọ tưởng định, nghĩa là bát định mới vượt được thứ chín đó, tứ thiền bát định vượt được thứ đó, tới thì diệt thọ tưởng định a la hán hết được cái phàm phu, nhớ chưa, là không còn mới hết luân hồi, nhớ chưa, là diễn xuất luân hồi khổ. Quả bạc ban ngày chi địa, quả bạc là gì? Cái kiếp lửa đó, ban ngày tới kiếp lạnh, và chi địa đất này biến thành lửa ở đây đó, tới mà kiếp hoại á, lửa nó đốt lên tới các quả trời, gió kiếp được cái phong tai, thủy tai, quả tai á, quả ban ngày chi địa biến tác thương lâm, nghĩa là quá tới cái lúc mà lửa cháy rồi đóng băng hết cả đất quả đi cầu này đó, thì mình dùng cái phước mình đã biến tác thương lâm thành ra là cái rừng thơm và cái nơi an ổn cho mọi người nhờ biến tác thương lâm. Rồi đảm ẩm đồng thực thiết chi đồ, đồ là gì? Đồ là đường, cái đường mà ẩm ẩm là gì? Ẩm là gì? Ẩm đồ ướt, ẩm đồ uống, ẩm đồ uống rượu. Ẩm thực đó là ăn uống đó. Ẩm ướt là cái diện mình, còn ẩm đồng là uống nước đồng sôi, nhớ chưa? Ẩm đồng thực tức là ăn uống nước đồng sôi, ăn hoặc sắc nóng ở trong địa ngục đó. Ẩm đồng thực thiết ăn sắc đó, chi đồ, đồ là con đường của địa ngục và cái ngạ quỷ đó. Ăn uống nước đồng sôi đó, ẩm đồng thông thiết chi đồ, quá sanh tịnh độ, được nhờ cái phước của thấy được những gì này nè và sanh về quả cực lạc, nhớ chưa? Giờ tịnh độ cái gì biết là có mấy nơi tịnh độ không? Tu tịnh độ biết mấy nơi tịnh độ không? Viết vô bốn hàng tịnh độ. Thứ nhất là nhân gian tịnh độ. Nhân là người, nhân gian nơi người tịnh độ, nhân gian tịnh độ ghi đi từ chút ra, ghi đi rồi chút ra, nhân gian tịnh độ rồi chưa, nhân gian tịnh độ. Thứ hai, thiên quốc tịnh độ. Thứ ba là Phật quốc tịnh độ, nhân gian tịnh độ. Đọc lại coi. Nhân gian tịnh độ, thiên tịnh độ, Phật quốc tịnh độ, rồi duy tâm tịnh độ. Duy tâm tịnh độ, bốn tịnh độ này, nhớ chưa? Tôi nói khớp thôi, cái gì thì duy tâm, cái tâm mình, tâm tùy kỳ độ tịnh tức Phật tịnh, tùy kỳ tâm tịnh tức độ tịnh. Nhưng nếu tâm mình tịnh là cái quả nước đó tịnh, nhớ chưa? Nhà đầu tiên đó là nhân gian tịnh độ, sống ở đây với hòa quản với mọi người, đâu đó là mình quan biết rõ mọi người hết nha. Tức là đây là hòa thượng ở Đài Loan đó, hòa thượng mà chùa Tây Si và Tây Lai đó, hòa thượng mới ở đây nè, là chủ trương đó, mọi người đều hòa quản hết, giúp cho mọi người chẳng làm bệnh viện gì cái đó đó, về nhân gian tịnh độ. Rồi tới gì, thiên quốc tịnh độ. Hả? Tinh vân. Dạ, tinh vân. Okay. Ghi đi con. Thứ hai là thiên quốc tịnh độ. Thiên quốc tịnh độ ở đâu? Ai biết thiên quốc tịnh độ ở đâu? Hả? Quả thiên quả đạo là quả đạo quả nào? Hả? Không có con. Di Đà là quả Phật Tây Phương Cực Lạc. Cõi thiên tịnh độ, cung trời đâu xuất là thiên mà nội viện đâu xuất là thiên. Thành ra mấy cái này đó, thông chí biết mà muốn nói cũng gì hiểu hết, thông chí không có giỏi. Mà đây là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của thông chí, thành ra tiếng muốn nói cho biết. Đây nó có ba vị trong sử của tịnh độ. Một là ngài vô trước.
hai đại thế thân, ba đại sư tử giả, ba người là anh em và một mẹ khác cha. Khi mà nguyện tu tịnh độ thì ai về tới đâu là báo biết trước, báo cho biết thì đại thế thân tịch rồi, đại sư tử giả tịch rồi, có 4 năm sau một hôm này vô trước là anh cả đang tỏ thiền, thì thấy một thiên tử năm sáu thước cao, mang dòng ngọc kêu rỗ rã bước tới. Cái gì vậy, đang tỏ thiền mà nhìn thấy thì sững sờ, kêu sư huynh nhớ để không, nó ai gọi ta là sư huynh, nó để thế thân nè, ủa sao giờ thân tướng lớn như vậy, gặp vợ đâu, nó dạ về được tịnh độ, thiên quốc tịnh độ, nậu diện đâu xuất là thiên, đây về được tịnh độ rồi, rồi còn sư tư giá đâu, nó sư tư giá cũng về được tịnh độ mà đâu xuất là thiên, mà về gặp tiên nữ bên ngoại diện đánh đàn hay quá, đi theo tiên nữ rồi. Thành ra cõi trời không có tu nổi đâu, đúng chưa? Thành ra hồi đó cô bạn á, thôi sao làm giấy tờ đi HO đưa ba đứa nhỏ với em qua bển rồi anh xuất gia tu. Tôi mới nói trời, tôi nghe nói mấy bà Mỹ đẹp lắm, mấy bà rồng đẹp quá, sao tu không nổi, tôi cứ theo bà tưởng tượng bên đây cho các anh. Đó, thiên quốc tịnh độ là chỉ có nội diện đâu phút là thiên thôi. Cho nên ở đây mà mỗi khi chúng ta có thuyết pháp, có tụng kinh, tất cả chư thiên lục dục chư thiên các nơi tới nghe kinh mình, chứ không phải một mình. Cho nên ở đây tôi thiệt, tôi không có giỏi, nhưng mà tôi biết như tôi nói, như mỗi khi mình ở đây mà mình đứng đây đó, mình muốn là có những đi ra đó, khởi niệm mình đi ra, mình khởi niệm cho chư thiên và các cõi để thiên ma phạm những khu linh đó ta nghe, ta cũng tránh mình nó đi đụng người ta, nhớ rõ không? Đó chư tổ từ dạy đó. Thành ra thiên quốc tịnh độ chỉ có nội diện đâu xuất là thiên thôi. Rồi giờ tới thứ ba là gì? Phật quốc tịnh độ đó. Phật quốc tịnh độ là chỉ có ở cõi Phật A Di Đà, đúng không? Tây phương cực lạc, đúng không? Mười phương, phương nào cũng có tịnh độ. Trời ơi, kinh A Di Đà nói đó, Tây phương có vô lượng thọ hữu Phật, dưỡng Phật được đó, phương thượng này cũng có. Tùy mình muốn cái duyên mà. Các nơi chỉ có Tây phương cực lạc là thuộc thắng hơn cả. Rồi bây giờ hiện giờ ai là giáo chủ Tây phương cực lạc? Di Đà. Rồi bây giờ Di Đà đó, bây giờ Di Đà nhận cái bàn nữa đúng không? Trong kinh Đức Phật anh Thích Ca Mâu Ni tùng thị Tây phương quá Phật ức vạn Phật ức hữu thế giới cực danh diệt cực lạc hiện hữu thế vị Phật A Di Đà kim hiện tại các kim là nay đang thuyết pháp là còn tại thế, nhớ chưa? Mà các vị có biết là khi mà Đức Phật A Di Đà nhập cái bàn rồi ai lên thế không? Quan Thế Âm giỏi, giới thiệu cũng giỏi, mà hiểu gì? Thầy Phật hiểu gì? Thầy tôi nói luôn cho rồi. Khi đi qua Đức Phật Thích Ca nói là tên là Phổ Quang Sơn Dương Công Đức Như Lai, nhớ chưa? Mà ngài là Chánh Pháp Minh Như Lai, ngài là cổ Phật đó, ngài vì thương người nữ đang mà hiểu ra đó, nhớ chưa? Thành ra cái thứ ba đó là thiên quốc cực tịnh độ. Phía đông có cực lạc không? Có tịnh độ không? Phật mà phía đông là Đông Thắng Thần Châu đó, là tịnh lưu ly đó, dự siêu lưu quan dương lai cũng là tịnh độ, nhưng mà khó hơn cực lạc. Cực lạc là có hai vị Bồ Tát. Bây giờ các vị biết Quan Thế Bồ Tát khi nam hay nữ? Sẽ lắc đầu. Không nam nữ, mẹ bê đê. Nghe nè, khi mà thành thánh rồi thì có không giới tính. Đây nghe nè, ai học pháp văn có biết con gà trống kêu con gì? Lơ cốc. Còn con gà mái kêu con gì? La bùn. Lơ là giống, giống đực là masculine. Còn giống cái kêu con gì? Femina, tức female đó. Nhưng mà cái biết đói, biết khát, biết đói bụng, biết ăn, biết đau, biết chức năng, cái biết là giống cái này giống đực, cái biết không có giống này giống đực, tại vì khi chứng quả rồi không có giới tính, nhớ chưa? Chứ không có phải ý tôi nói mà nó không rõ, không có trung tính, không phải trung tính đó, nghĩa là không có giới tính, khi mà cái biết tánh giác là không giới tính, nhớ chưa? Thành ra cái cõi mà của cực lạc tịnh độ đó nhiều lắm, nhiều hàng ngàn sa số, mười phương thế giới cõi nào cũng có, tùy theo
Và thứ tư là duy tâm tịnh độ, tâm mình tùy kỳ tâm tịnh, Phật độ tịnh, tâm mình tịnh, nhớ chưa? À, tôi đi cho lẹ nha. À, quá trình tịnh độ, phi mau đế giác, phi là gì? Phi là mang. Mau là gì? Mang là lông. Đới giác, đới là gì? Đới là độ, giác là gì? Sừng. Đó, phi mau đế giác, tức các loài thú, thú đó, thú, phi mau đế giác. Phủ trái hàm quan là gì? Trái là gì? Đó là những người đó là qua trái rồi, là cái này qua trái, cái là qua gia trái chủ đó, phụ trái hàm quan tức là những người quán hận mình á, tạm phải tay toa tất cả đều tiêu hết không còn, hàm kim là lạc đều thấm nhuần cái lợi ích của người tu này, hàm kim là lạc tập dịch thế gì, tập cái gì bệnh trốn giỏi, cô học cái hát không biết khi tập là bệnh gì, tập hoặc là khi tập là bệnh. Dịch là gì? Cái phong trào, cái dịch, cái luồng bệnh á, như cái luồng mà cúm mà Covid-19 á, giỏi đó con. Tập dịch thế gì? Thế là đời. Trong cái, ở cõi đời này có những cái cơn dịch mà ai cũng bị chết hết á. Ngày xưa đỡ mình giờ quá hay rồi đó, tại giờ Liên Quốc là diệt được. Hồi xưa có cái bệnh dịch gọi là bạch rổ, nhớ không? Trái đã đó. Phá đốt luôn nhà luôn để giải. Trò trắng được đốt nhà để diệt vi trùng đó, rồi sau này nó nhờ được vậy đó. À, tình thì thế nhi hiện vi dược thảo, hiện vi dược thảo là gì? Thuốc hay, dược thảo là thuốc hay, hiện vi dược thảo cứu liệu trầm kha, tức là cứu giúp hết những người đau sắp chết đấy, cứu trầm bệnh nặng á. Cơ cẩm thần nhi, cơ là gì? Trời ơi, cơ mà còn thêm chữ hàn nữa. Dạ thưa, cơ là đói, hàn là lạnh, đói lạnh. Đã cơ thì con chưa hiểu mà còn thêm chữ hàn nữa là biết chệch luôn. Cơ cẩn thời nghi. Thời là lúc bây giờ, lúc mà chịu đói khát, đói lạnh, không quần áo, đói, lạnh là gì? Không quần áo mặc. Cái gì bây giờ quá có phước rồi. Cái cỡ mà cỡ những nhỏ nhỏ như cỡ tôi đó thì cỡ như mấy ông như này hả? Còn đó mặc bằng 3-4 tờ, mặc lu nữa, mặc cà ròn nữa. Có nghe đó không? Cà ròn có gì? Trời ơi! Sà ròn hả? Bây giờ hết dưới cà ròn rồi. Sà rong á? Không phải sà rong, cà ròn, cái bao mà chị lát như cái chiếu vậy đó mà bao nện rồi đựng đó thì từ một cái cà ròn vẫn có cà ròn vô đi chợ nè, không biết cà ròn đâu, đúng rồi. À, như gió đệm chứ, gió đệm đó cà ròn nó 3-4 tờ rồi đó thì biết. Trời ơi, bây giờ quá có phước rồi, ráng tu gì ơi, gì sao này. Cơ cẩm thời nhiên nè, cơ là đói, cơ cẩm này đó đói khát cực khổ. Đó, thời là lúc bây giờ Nhi đó mà quá tác đạo lương, lúc mà đói khát quá tác đạo lương, quá cái thần lực của mình quá thành lương là gì? Thích ăn. Quá tác đạo lương nghĩa là vừa ăn mà vừa nghĩa là hiểu biết để cũng nói nhiều Phật pháp cho biết tu nữa. Tế nhưng mà nấu tế là gì? Để là giúp cho tế một cúng. Tế công là cái gì? Giúp tế bầm đó là giúp người nghèo đó. Tế chư bầm nổi để giúp những người nghèo, nghèo khổ, tất cả người đó đã đảng hữu để dù cho có bao nhiêu ích lợi đó, vô bất khương trùng là không bao giờ biết mỏi mệt, nghe không? Là giúp cho người nghèo khổ làm thiện làm không biết mỏi mệt, vô bất khương trùng là không biết mỏi mệt, nghe. Nên giúp làm lớn cho tất cả loài chúng sanh mà không biết, không có kể là nhiều ít, không có biết mỏi mệt, vô bất thương sùng. Thứ kỳ lũy thế quan thân, lũy là trồng chất đó. Thứ kỳ tất kỳ là những cái, những người, những cái quan gia trái chủ. Thứ kỳ lũy thế quan thân, tức người quán giận mình, quán hận mình và người thân thiết với mình. Thứ kỳ lũy thế quan hiện tổ quyến thuộc đều biến thành những cái dòng họ, gia đình của quý thuộc là người thân mình hết. Mình coi là quán thân bình đẳng á.
cái này tôi trả rút để bà còn trả nợ. Thứ kỳ hiện hiện thứ kỳ để cháu quan tâm hiện tồn của tôi trở thành gia giao biết dòng họ. Xuất tứ sanh chi khốt một, chìm tắm đó. Một là chìm, may một nhớ không, may là chôn, một là chìm mất á. Xuất tứ sanh, xuất rồi ra khỏi tứ sanh là gì? Giờ hỏi nè, nghe kỹ nghe, là con chó vàng kêu chó gì? Chó mè. Chó đen kêu kêu gì? Chó mực. Chó xanh kêu cái gì? Có người chưa biết chứ. Chó xanh là chó nó đẻ. Chưa nghe hả? Thì người Nam mà ông giáo già về vườn chứ không phải người Bắc đâu. Ông giáo già về vườn. Chó mập, chó xanh. Trên tay có mấy người mới thì tôi mới hỏi này nè. Xuất tứ sanh chi một, tứ sanh là con gì? Bốn con gì? Chó đầu chó. Con nghe nè, con nghe nói nõn thai thấp quá không? À, nõn là gì? Nõn là nước, là nước. Nõn là sai bằng trứng. Con gà, con vịt, con rùa, nhớ chưa? Mà con rắn là nõn hay là thai xanh? Nõn. Con rắn đó, nếu có loại rắn hổ, hổ thì nó sai bằng trứng, gọi là nõn xanh. Mà rắn con chú sai bằng con, gọi là thai xanh. Thai là biểu tượng giống, biết không? Dạ. Con biết rắn nước trong rắn con chú không? Dạ biết. Sai bằng con. Ồ. Không biết hả? Tụi con ở chợ không biết không? Con tưởng là trứng nữa chứ. Không, con rắn nó có hai loại, một loại xanh trứng, một loại xanh con. Rắn con xuống, rắn như cá rồi ra xem mà con nó không ra dữ lắm. Nõn thai là gì? Thai là từ vườn tượng ra thai đó, họ ra tánh đề ra thai này ra đã biết giống như cha mẹ chứ con trâu, con bò, con heo, con người là cái thai ra thai nhớ chưa? Nõn thai thấp là gì? Thấp là ướt, lăng quăng rồi đó, ở con trùng nó sạc nước rồi đó. Quá là gì? Quá sẽ có mấy loại? Thôi nôi nói luôn cho nó. Có ba hàng quá xanh. Một là con sâu thành con bướm, con trùng, quá thành con dơ quạ, những cái loại con đó. Và đó là loài vật. Con người quá thành chư thiên cũng quá xanh, nhớ chưa? Và con người khi đó khi sống thánh đức cái đầu đi lên rồi quá xanh thì chỉ rẹt cái vũ tay cái này thành chư thiên, mà chưa sống thánh đức cái đầu đi xuống rẹt địa ngục được cái quá xanh. Hai loại nhớ chưa? Và thứ ba rẹt một cái vào ông xem ngồi thẳng về cõi cực lạc. Ba tội ông cái này hay lắm, gì ai muốn về cõi cực lạc dễ không? Khó mà dễ, dễ mà khó. Ở đây chúng tôi nói thường ngày làm gì cũng nhớ niệm Phật, làm gì cũng lương làm tụ sa la phất bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức như duyên các sanh biểu quốc này. Sa la phất không phải lấy một chút ít thiện căn phước đức như duyên mà được về cõi Phật, đúng không? Thì cái đó muốn được, tôi nói ngắn được cái công đức đó rất là lớn, muốn vào cõi Phật và tính nguyện hạnh, đúng không? Và phải có tam phước, hai cái ba cái phước. Một là thế phước. Thế phước là gì? Phước ở trời có người. Thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng thờ sư trưởng, tự tâm bất sát và tu thập thiện nghiệp đạo. Mấy cái đó nó xa lắm, nhưng tôi nói một cái là có quan trọng vô cùng, không thua gì tính năng nguyện. Đó tinh thần thân yểm. Biết tinh thần thân yểm không? Thân là gì? Thân là ưa thích. Yểm là gì? Yểm là chán. Giờ cái gì thấy quả này là muốn về cực lạc mà vừa muốn cái này làm vua, làm giàu về cực lạc được không? Nghe cái bên con giáo đấy, người giàu muốn về nước Chúa giống như khó gì con gì? Con lạc đà chua lỗ kim, lạc đà chua lỗ kim. Tình tinh thần hơn yểm hơn là ưa ở cực lạc.
ý là chán con này. Tại sao chán? Xuân sanh mới nói bạc đầu rồi đây. Ba giảng sáu ngày ngày là mấy? Chia vào đây cho bé một hòn của tiền để lại cháu con, bao nhiêu tội lỗi phần hồn đã biên trúng đạo. Nghĩa là năm trước đón xuân sang, má hồng tung tăng nhảy, ngày nay rước Tết về, tóc bạc đầy cả mái, người đời tuổi 80 nhanh như dòng nước chảy, không tu tỉnh hôm nay sống chết làm sao khỏi. Bây giờ cái này tôi nói nè, giờ tôi nói cho chị cái này, nghe là cái gì thấy cái gì nói con này quá hay. Rồi đến ngày sau hương sắc tàn, tuổi đời chồng chất mũi thời gian, đến đi mấy độ quan sang ấy, thầm gửi cho đời một tiếng than. Nghe nè, rồi đến ngày sau hương sắc tàn, hương sắc là gì? Hương sắc là gì? Sắc là gì? Cái đẹp. Hương là gì? Thơm. Mùi thơm, tức là tuổi trẻ mình đó. Rồi đến ngày sau hương sắc tàn, tuổi đời chồng chất bụi thời gian. Tuổi đời là chồng chất bụi nào đâu, chồng đâu, bụi thời gian là bụi gì? Bụi thời gian bụi gì? Ngày giờ tháng năm nó chồng lên mình, trời ơi, quay qua lại cho nó 77 tôi xuân xanh rồi. Bụi thời gian đó, phút giây ngày giờ tháng chồng lên, xuân đến nhanh như trái vụ quay, xuân rồi xuân nữa đến xuân này, xuân ơi xuân đến chi mà vội, xuân chóng đến người chóng xé tay. Xé tay lại đi đâu? Trời ơi, trời ơi, một tôi tu đây chưa chắc về Tây Phương, có môn về Tây Ninh. Hay lắm quá vậy, trời ơi, không tu ngủ lắm. Giờ tôi nói nè, bây giờ đây một cái từ nay ra là quý vị thấy đó, trong cuộc sống này ở Việt Nam, tôi nói ở Việt Nam cách đây bao nhiêu, cả lúc tôi đi cách đây 22 lúc đó mà ai mà giàu á thì một làng đó chuyện được, khi chết thì chôn được từ 2-3 người mà mã đá à, còn bao nhiêu 7-8 người là luôn mã đất, đúng không? Mà mã đất đó, ban đầu thì để cao mà chừng 5 tháng 1-2 năm đó châu bò nó đạp nó chạy lúc, đúng không? Rồi sao mới đắp lên mà không có đắp được chạy xuống rồi cho bò nó đạp đi. Rồi có người thì làm cái đống cọc rồi cái nọ rồi. Rồi nghe cái câu này là của vua Trần Thái Tông nói với cái gì? Ngày nay má hồng tóc thắm, thắm là đen á, má hồng được đẹp á. Ngày sau xuân trắng tro tàn, khi mà chôn vào đầu được mây mịt mờ, khi mưa lễ chứa trang, trang hiu hắt chốn gió sầu lai động, đêm canh vắng tiếng thần sầu quỷ khóc, gió kêu rít kéo 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 như tiếng thần dụng đó. Tháng năm chày ngựa xéo trâu lai, trâu bò nó đạp đó, đom đóm lập lòe bên bãi cỏ xanh, tiếng trùng nỉ non bên hàng dương liễu, rồi côn trùng kêu ghe kêu, rồi tiếng ọt ẹp đã đưa kêu đó, tiếng trùng nỉ non hàng dương liễu. Dầu cho ai thông minh nước tiếng, dầu cho ai tài sắc nghiêm thành, chung cuộc rồi nào ai có khác chi nhau, tất cả đều quay về cái chết. Chúng trật mình sau này cũng vậy đó, sau này không biết vì sao tôi thì sao này không biết, sau này chắc chết, chắc chết là chết chắc á. Thưa quý vị, trong kinh á, trời ơi, Đức Phật dạy là Đức Phật thương mình lắm, mà Đức Phật nói mình là ráng tu để chi? Hãy để đời sau hơn đời này, đừng để đời này hơn đời sau. Trúng trật, đời này mình biết tu, đời sau phải tu hơn, mà đừng để đời này hơn đời sau, đời này hơn đời sau, đời này đời sau đi gác là bỏ mạng, đúng không? Hoặc là đời sau được làm người, đời cái đắc phước rồi, nhưng mà đời sau làm con gà thì nó cắt cổ lột da là khổ không? Hãy để đời sau hơn đời này, đừng để đời này hơn đời sau. Rồi. Xuất tướng sanh nè, thứ nhất là chúng sanh sanh bằng trứng là con gà, con vịt, con rùa.
rồi con rắn tụi đó, rồi còn trứng, rồi tức là thai sanh là con người, con trâu, con bò, rồi thấp sanh là lăng quăng, con trùng ở chỗ đất hạn sản nước đó, rồi quá sanh là cái hàng mà chư thiên và xuống địa ngục và sanh về cõi cực lạc. Thì ba hàng này không có thân tu mắm, nhớ chưa, không có hồn, không hồn cả đây, có đi cái rẹt rồi. Xuất tướng sanh chi có một xả dạng kiếp và ái triền, xả là bỏ muôn ngàn kiếp rồi mình lưng hồi rồi, cái ái triền triền là gì, cái ái nó ràng buộc mình, trói mình. Tại sao Đức Phật nói tại đây mình ở đây nè, nghiệp bất trọng bất sinh ta bà, nghiệp mình nghiệp gì, nghiệp ái thương mình ở đây, thương con thương chồng thương cái vợ là đã chuyển thân lại, ái bất trọng sinh ta bà. Còn một cái ái, cái niệm ái là còn rớt cái quả này à, cho mình mình xả được mình mới thoát được sanh tương hầu. Mà muốn xả dòng như sanh tương hầu vậy thì các vị thấy sanh ra khổ như khổ từ khổ luôn, khổ đời là bể khổ, thành ra nói không hết được. Xả giải kiếp ái triền, đảm giữ hàm sanh, đảm là các giữ là cùng, hàm sanh là tất, hàm là chứa đựng chúng sanh, chứa đựng tình thức nè, đảm giữ hàm sanh tất cả loài, biết nóng biết lạnh, biết vui biết buồn, đảm giữ hàm sanh, tề thành Phật đạo. Chứ tề là gì? Cùng đồng đó, thành Phật đạo tức là thành Phật hết. Cho nên bữa hổm tôi có thiếu một vị một điều là nói dạ thầy, bây giờ con chồng con vợ con còn đây, con xuất gia làm sao được thầy? Nghe nè, cái Phật dạy rõ ràng, dục tu Phật đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bất tu Phật đạo quỷ nghĩ. Biết câu này không? Dục là gì? Muốn. Tu là sửa. Phật đạo là theo con đường của Phật đi, muốn thành Phật. Tiên tu nhân đạo, tiên là gì? Trước nhất, giỏi quá. Trước nhất tiên tu nhân đạo. Đạo là gì? Chứ đạo có mấy nghĩa. Đạo là con đường, đạo là bổ phận, đạo là chân lý tuyệt đối. Thành đạo đó, bổ phận là gì? Mày đánh đập vợ con mày hoài, cứ quân vô đạo hay đó, hồi xưa tao không gả cá tao cho mày. Vô đạo là đạo vua tôi, đạo gì cha con, đạo vợ chồng đó, đạo là bổ phận nữa, nhớ chưa? Dục tu nhân đạo, dục tu Phật đạo, muốn tu theo Phật, tiên trước tu nhân đạo, cái đạo là người. Nhân đạo bất tu, cái đạo bổ phận là người mà không có tu, Phật đạo quỷ nghĩ, không có theo nhà Phật được. Không có Phật, có một cách nào mà mất hiếu, mất nghĩa, đúng không? Thành ra phải lo làm sao cho đâu đó rõ ràng được. Cho nên chúng tôi, khi mà hồi đó có gia đình rồi, cô bà có nói đừng có mong, em hỏi rồi, các bà thượng nói vợ không cho thì chồng không được xuất gia, chồng không cho vợ không được xuất gia, anh không có đi được đâu. Hồi đó cứ chi và bỏ đi, sau đó chuyển hết, họ xuất gia hết rồi mới được đi được. Thành ra thôi, giờ đạt về thành Phật đạo, hư không hữu tạm, hư không là gì? Là thẳng bắn hết trên, hữu tạm dù có dứt mất hư không đi đó, ngã nguyện vô cùng, cái nguyện của con cũng không có cùng tận, tình dưới vô tình, đồng duyên chung duyên, tất cả có tình không tình đều là thành Phật hết. Tôi trả mấy cái này nè, để tôi thế này chấm dứt này đi ha, tôi được hết ta đi, lần này không kịp. Thứ nhất là vía Phật Di Đà ngày 17 tháng 12 dương lịch, đúng không? Chứ gì? Kinh nào nói cô kiếm 1 triệu năm không có Như Đà nữa. Thôi nghe nè, không có thời gian nghe nè. 13 vị tổ của Trung Quốc Tịnh Độ Tông đó là có ngày có nghe Vĩnh Viên Thiên Thọ. Vĩnh Viên Thọ tổ thứ mấy? Tổ thứ 6 đúng. Và tổ thứ 13 là ông thằng núi nào? Tôi nói luôn cho nó. Tổ 13 là Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư là vị nào hiện ra? Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát hiện thân. Nhớ chưa? Nói rồi quên rồi, không ghi, đúng chưa? Và Ngài nói một câu mà chúng tôi đều còn đang tu nè.
là kháng nhất thiết chúng sanh gia trị đại bồ tát diệu ngã giai tiểu phật vô kháng, mà nhìn xem kháng tư để xem tư, kháng thiết chúng sanh tất cả các loại chúng sanh đều đại bồ tát diệu nhất ngã chỉ mình ta và phạm phu. Phạm phu gì? Phạm phu là lê sa, là phiền não đó. Tiếng Phạm gọi là lê sa, tức là cái người còn phiền não, đụng chút giận, đụng chút mắng, đụng chút nhớ là phiền não, nhớ chưa? Đụng chút là xẹt nữa đó, gọi là phiền phạm phu. Và đây là trong bên thiền ngài trụ trì dù Diên Minh là tên là Diên Thọ, thì ngài đó là tổ thứ sáu của Tịnh Độ Tông. Tổ đầu của Tịnh Độ Tông là ai? Của Trung Quốc đó là ai? Huệ Viễn. Trời, Huệ Năng là bên tổ bên thiền. Linh Miêu cũng giỏi như Thanh nữa. Huệ Viễn hay lắm, coi ngài có một người em tên là Huệ Trì, tọa thiền 700 năm mới hiện ra, hay lắm. Nhưng mà cái này có giờ. Tổ thứ hai đầu tiên ngài Huệ Viễn, tổ thứ hai là ai? Thiện Đạo. Tới cuối cùng là thứ sáu, Huệ Khả là có thiền. Nghe là tới ngày thứ sáu là ngày Diễn Minh Diên Thọ, và trụ trì chùa Diễn Minh là tên Diên Thọ. Thì lúc đó ngài nổi tiếng, tu nổi tiếng mà giới lực trang nghiêm mà trí huệ vô cùng. Thì vua lúc đó ngài sanh là 904, trịch tịch là 975. Vua mới tới hỏi Diện Nước ba câu, ngài nói bần đạo không biết giới luật Phật là không có đi sứ, không có nói phát triển chính trị, và tu mà đó, và lên chuyện gì cũng nói trên là tu đó. Phật dạy là hãy để cái nguyện như cây quạt mùa đông. Mùa đông có quạt không? Không. Hoặc là để cái nguyện lên neo. Còn chuyện gì cũng nói thì là tu không có đúng. Nhưng mà đừng có dễ người ta nghe, tại vì ta dở ta có cạo đạo cạo của mình. Thành ra do đó mà đi hỏi thì người ta không biết. Thì lúc đó vua hỏi bạch hòa thượng, giờ hiện đời chỉ hòa thượng nổi nhất bây giờ ca được trí tuệ gì, còn có ai mà cỡ tu bằng như hòa thượng không? Thì lúc bây giờ ngài Diễn Minh Diên Thọ là tổ thứ sáu của Tịnh Độ Tông đó, nói là thưa hòa thượng, bây giờ tại Chiết Giang đó, chùa Pháp Tướng có ngài hành tu, vị này là cổ Phật Định Quang hiện thân, lỗ tai dài đó, tức là vị đó là cổ Phật. Hòa thượng thể hỏi gì đó thì nghe vua xa giá của mình đó đi qua mới hỏi đi kia nọ, rồi cái chuyện đó ta không biết, bần đạo không biết. Thì lúc đó hỏi ba lần thì ngài hành tu nói bần đạo không biết. Thì lúc đó vua nói thưa hòa thượng, trên đời này bây giờ chỉ có mình ngài ở đây là ngài Diễn Minh Diên Thọ là trí huệ để giúp ai cũng biết, cả nước đều biết, mà nó chỉ cho ngài là cổ Phật Định Quang Như Lai hiện thân xong không nói đây. Trẫm chỉ hỏi chỉ ích lợi cho nước thôi chứ đâu phải cho riêng trẫm đâu. Thì nghe đó ngài hành tu, hòa thượng tu nói hòa thượng có biết cái gã Diễn Viên Thọ là ai không? Gã là hiện thân của Phật A Di Đà đó, sao không hỏi mà lại đây gọi ta? Thôi ta chào, ta tịch, nói rồi tịch liền. Thì lúc đó mới bảo các vị quan ngữ y đó, y là gì, thuốc ngữ là gì? Đúng, tính từ kỹ cho sở hữu là thầy thuốc của vua, là quan ngữ y, bác sĩ của vua đó. Và lời khám thì nó câu hoàng tượng mặt ngưng đập rồi, tật mắt rồi, cứ gọi không còn lạnh rồi, con người lạnh đó. Thì vua cho lệnh xa giá về thẳng về chùa Diễn Minh Diên Thọ. Thì bước vô tới chánh điện, đâu có tịch đâu, bước vô chánh điện khóc ầm hết trơn luôn. Vô đó ngày tịch rồi, kêu quan kêu xa chắc sáu quan huy để khám bệnh tịch rồi. Cho nên lấy cái ngày sanh của ngày Diễn Minh Diên Thọ ngày 17 tháng 11 âm lịch là ngày Diễn Phật Di Đà khắp nơi trên thế giới, rõ chưa? 17 tháng 1 âm lịch chứ không có dương lịch đâu. 11 nhớ chưa? Thành ra cái đó trong kinh Di Đà, kinh Quán Vô Chỗ vô người họ không nói, mà kinh Sử Thiền từ ngày Diễn Thâm nhiều lắm, nhớ chưa? Giờ biết rồi phải không? Giờ các vị hỏi thử coi ít khi nào ai biết, chỉ có Quân Thiền mới có nói. 17 tháng 1 âm lịch. Ủa, 17 tháng 11. 17 tháng 11, tại vì
cái lưỡi tôi ngọng 17 tháng 11 âm lịch, 17 tháng 11 âm lịch. Con tháng 1 rồi, 17 tháng 1 âm lịch tức là ngày vía Đức Phật A Di Đà, nhớ chưa? Vậy trả trả rồi một cái 8:47 rồi. Giờ còn thứ hai là gì? Dạ. Hàng sơn. Hàng sơn thập đắc. Hàng sơn thập đắc. Hàng là gì? Là lạnh. Sơn là gì? Núi. Núi. Tức là hay lắm quý vị. Bây giờ tôi nói là cái câu mà của ngài đã thiết kế là hiện tâm là ấn qua ngày xưa đó, nhìn khác cái thiết chúng tôi đang tu mấy chục năm nay đó, nhìn tất cả mọi người đều đại Bồ Tát, Thanh Lương Bồ Tát, rồi Lương Miêu Bồ Tát luôn. Bây giờ mình nhìn đi, bây giờ cái người mà không có học mà mình có học mình giỏi hơn thì đa số giờ mình nói nè, người đó tu mười mấy năm rồi mình mới đi vô chùa 3-4 năm mà mình đang trái trường được rồi, người đó hỏi chị ăn trường chưa, nó chưa ăn 10 ngày trong khinh hơn là người trọng. Đa số là đa số người thường kia tu mấy chục năm hơn mình mười mấy năm mà cũng còn ăn chay kỳ, không có ăn chay trường, mình mới đi sao mà ăn chay trường, còn mấy người ăn chay bò, chay trường không có bò. Tại khi là trong kinh 20 điều khó là không khinh người chưa học chưa thực hành được là khó, chưa khinh người phạm giới được là khó, hiểu chưa? Thành ra do đó ở cõi này đó mình thấy mình ráng nhìn ai cũng là đại Bồ Tát, cho nên cái người đó họ phá giới họ không giới mình phải thương, người đó thiếu phước hơn mình cho nên họ không phá giới, mà người đó gặp ông thầy tà thì đừng khi cái người này gặp thầy tà không bằng mình gặp nghĩa là danh môn chánh phái, thấy không, thì mình thấy người đó thiếu phước mới gặp những gì đó, rồi còn mình không khi dễ mà mình thương, mình tìm cách mình giúp đỡ, cho nên khi mà mình được như vậy đó, thì mình mới xứng đáng là con Phật. Cho nên khi mà những vị đại Bồ Tát thực hiện thân ra là không có kể được Thế Tông Hòa Thượng khùng khùng điên điên nhớ, và những người hôm đấy thì kia nói không biết dù để đi đâu cũng để 2 đồng 5 đồng để đi đâu, bất cứ một người nào một cái ngã tư ngã ba nào không biết cũng người đẹp to ta. Mình ở đậu và đi xe Honda, đi xe Toyota, còn người ta đi hôm đấy xe đi đúng không? Mà đi trễ vào một cái đi bệnh mà khi mình cho đó thì mình nhờ nó nhận mình nó có phước đuôi cùi bố thí đồng xu ấy là phước đức công phu để dành không mất đâu. Tại nên do đó mà ngài hàng sinh thập đắc đó là hai từ hiện ra riêng mình những cái cõi này mình gọi là cõi này gọi là phàm thánh đồng cư hay là ngũ thú đồng cư biết điều gì cái đó có nghèo có nghe phạm thánh đồng cư cái là gì? Thánh phạm đồng của ở ngũ thú đồng cư là 5 hàng tại vì thời gian có nhiều, thật ra ngũ là 5 mà kể ra Atula với chư thiên kể là 1 nhớ chưa, là nhân Atula với thiên là 1 rồi chân là 2 súc sanh là 3 hạ quỷ là 4 và địa ngục là 5 cõi này có địa ngục không? Có. Ngũ sẽ có không? Ở đâu? Giỏi quá, quá giỏi. Chưa sẽ cắt. Có ngà quỷ không? Ở đâu? Trời ơi. Anh chưa quay qua lại bưng cái thao chút cái nửa cái mái mì vô trong to thò có không? Ở Việt Nam đó. Có xíu xa không? Quý vị ơi, quý vị có phước không tu uổng lắm. Chúng tôi là ở Long Xuyên đi vô nhà chỉ có rạch giá dọc cái đường cái sắn đó cái ghe đá đó. Trời ơi có màu cũng gì còn dánh dánh cá đi lên bờ cái còn dài như trên bờ đổ dánh cá mang hàng dánh nặng có mang bầu đó mà có là không làm cái gì ăn và địa ngục xuất ra là quỷ quá cõi mà có đủ không. Thành ra khi ngài hàng sơn thập đắc chùa Quốc Thanh cái vị trụ trì đó là vị trụ trì này đó sao lại biết vậy đó là ai chính hai vị đó mới nói hàng sơn hàng là lạnh sơn là núi ở trong núi lạnh đi ra không biết cha mày là ai
Thì ông Quốc Thanh đó là cái ông trụ trì của Quốc Thanh, ông nuôi. Còn ông đó, ông đi đường, ông gặp một đứa nhỏ 4-5 tuổi mà nằm lăn lóc bò ngoài đường đó, chỗ đó, thì ông lượm được danh hiệu là Thập Đắc. Thì trong đó hai vị này đó là hai ông khùng, nhớ không? Mấy cái các chùa các bên Úc á, ở Sydney, Melbourne rồi có chùa của Hòa Thượng Thích Vân đó, Nam Thiên đó, mấy chùa này có để hai cái tượng hàng sinh Thập Đắc bự to bằng người ở ngoài bên ngoài á. Tầm đam tôi qua thì mấy người đó dạ thầy là tượng được tượng gì, tôi nói ngài hàng sinh Thập Đắc đó. Ồ, tức sao tôi nói hồi ai cũng ngạc nhiên. Thì ra trong này đó thì hai vị này đó ở thì ở dưới cái nhà bếp ngủ trong đống củi, có nghe này không? Và ngủ trong củi, và khi chia tăng á, trong chùa Quốc Thanh á, tại trường một trong mấy vị tăng ăn thường thường ăn thì tôi vứt đổ đồ ăn á, thì đổ xuống đường mương, hai vị này á, mặc áo rách giá thì tôi nhớ cái thức ăn tôi lên nhớ lửa từ hộp ăn cái cơm đó, khủng khiếp lắm, mình không có biết được những thằng thắng, không biết được cái trưa ai giờ chưa chỉ tỉnh là gì, chỉ là gì, chỉ là không có chưa, chỉ là dừng tỉnh là yên lặng, giữ yên lặng á. Thì hai vị nó một vị nó nhảy lên cái tượng mà ngài Gia Thù cởi sư tử đó, gỡ rồi nó cởi, một vị kia nhảy lên cái vị con voi gỡi, thì ông tri sự á thấy vị chạy lên cầu con quốc, thấy vị chạy xuống nhà bếp ngủ nằm ngủ. Thì có một hôm có quan huyện tên là Lưu Khâu Dẫn, quan huyện sở tại đó, mà nói tới dạ quân quân tới đông lắm rồi, dạ xin cho gặp hai vị Bồ Tát hàng sơn thật đắt. Trời, mười mấy vị tăng thấy quan huyện tới rồi, ăn mặc đồ kỹ đánh trống rồi mừng rồi, cái nói đó tôi lơ mơ rồi không có dẹp chùa sao mừng mới ra, cái nghe nói cười không dám cười, nhưng quen rồi cái ra dạ cho xin cho gặp ba lần. Thì bây giờ cái vị giám tự bữa đó trụ trì đi bán, thì vị giám tự vị phó trì đó kêu đi xuống, kêu mời lên, nói mời lên, kêu mời ở đâu? Ông cha nhà trong củi ấy, ngủ trong đống củi ấy, dưới ổ chuột đó, mời lên hai ông áo quần trên cao người thấp đấy. Thì ông Lưu Khâu Dẫn quan viện mới quỳ xuống nhà bà hai một cái hàng sinh Thập Đắc, mẹ con đã 4-5 năm chỉ hơi thở hơi hót thôi, mà giờ mẹ con cực lắm, nuôi mấy đứa con mà có mình con là quan, giờ làm gì không nỡ, xin cứu con. Thằng giáo con đãi tám phải đó, dạ đêm hôm sơn thần báo con hai lần nữa, lần hai ngày là hàng sinh Thập Đắc và hai vị Bồ Tát. Không phải ngồi quỳ hoài. Thì lúc đó quan quân ổng quan lớn cái gì thấy tổng thống thì hiền, giờ mà mấy người đi theo á hầm hì đó, thì mấy hệ thống trong chùa lớn đó mới lợi thúc thúc rồi. Thì lúc đó cái ngài Hàm Sơn đó quên đi, thì bên kia cái ông Phật Đắc đó quên đi, thì nói ra nó lợi cái ổng còn lại nữa, thì lính vua họ mẹ đó, thì ngài Thập Đắc ấy, mới thọt tay vô trong cái nắp nè, trà móc móc vậy nè, biết gì không? Đắp ra cái hòm đó, móc ra giò cũng nè, rồi lại xuống trên giấy, rồi cái quay qua ông Hà Sơn, gia xin ngài cho, ngươi có đâu con vậy, gia xin ngài cho, thì ông Hà Sơn vinh con thọ tay cho giò đưa lên lại quá trời đi về, trời chưa tăng rồi nó không dám cười, nghe không? Thầy đi về bắt đầu đi về rồi đó. Tưởng đâu qua rồi đó, cái chiều lại qua buôn kéo rồi kéo gì cả 50 cái rương lớn đem đợi là xin cho gặp hai vị hàng sư hai vị Bồ Tát, cái vừa vô đó cái kiếm lâu quá thay không lên, cái giả xin cho lên nó cái vừa kéo lên rồi thì mà coi như là các tăng chúng á coi thường không có biết, có cái thường kéo lên đứng đây cái ông quỳ gia xin ngài Bồ Tát, mẹ con làm gần 400 năm lấy đũa bếp cải ra bỏ một viên vô, nghe cái ó một cái nửa giờ sau rồi vậy nó đòi đói cháo giờ ăn về ngồi đi được rồi. Dạ con thấy đây để đánh lợi hai ngày vậy đó, thì hai ông ấy cái gã Duy Lạc nè, gã này nói cho ai nói chứ đồng trụ trì là trụ trì Hoa Sơn là ông
Di Lạc hiện thành báo, tại vì ông này ổng ủng hộ chùa chiền, ổng giúp người nghèo khổ khó khăn dữ lắm, người con hiếu thảo đó, động chư thiên, động tới chư Phật, cho nên nói rồi nó vừa nói thôi ra chào anh, nắm hai người chạy mất tiêu luôn. Trời cõi này mà biết người đó là thiệt rồi đó là không có ở, nhớ chưa? Còn nó ta là Di Lạc hiện thân, ta là Quan rồi, không có đúng, nhớ chưa? Đó, bây giờ hàng xem cho đắc biết rồi phải không? Hay không? Thôi giờ tôi nói nè, bây giờ như hoa tôi nói đó, là sao chứng quả tu đà hoàng, quả đầu tiên là tu đà hoàng gọi là thất lai. Muốn chứng quả tu đà hoàng trong kinh Phật dạy là thứ nhất nhẹ tham sân si, và thứ hai là phải mình phải biết thiện lành và mình giữ giới được, và thứ hai là gì? Thứ hai là trừ thân kiến, không có cho mình là quan trọng, không có nghĩ mình là sống mãi. Cái thân kiến nó gồm hai cái, thường cái đoạn thường là luôn luôn sống mãi, đoạn chết là hết, nhớ chưa? Thân kiến thứ hai là nghi hoặc, nghi là trong là nghi nó có gì, nghi pháp, nghi Phật, nghi pháp, nghi mình, không biết Phật có thiệt không, không biết pháp Phật dạy như mình tu có thực hành có được giải thoát không, và thứ ba là mình có thành Phật được không, mình có thực hành có đúng không. Thứ nhất là thân kiến, thứ hai là nghi, và thứ ba là gì, nghĩa là không đoạn được cái ngũ lợi sử. Ngũ lợi sử là gì? Cái ngũ độn, độn là nặng nề, tham sân si mạng nghi, cái hàng này nặng lắm, bỏ chưa được, mà chỉ nhẹ thôi. Đó là độn sử, tức gọi là câu sanh phiền não, không, nó nặng lắm. Chỉ cần bỏ được cái ngũ lợi sử, tức là cái tà kiến đó, ác kiến đó, ác kiến rồi gồm có năm: thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới tuân thủ, tà kiến. Nhưng mà một cái gọi là ác kiến, hoặc là gọi là năm là ngũ lợi sử: thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới tuân thủ, tà kiến. Như vậy, thứ nhất muốn tu được chứng quả tu đà hoàng thì đây gọi là bốn đôi tám bậc. Bốn đôi là gì? Mỗi một khi chứng quả tu đà hoàng, nó có cái hướng tu đà hoàng, hướng là nhắm tới, nhưng mà chưa tới, thì tới tu đà hoàng là một cặp, một đôi. Bốn đôi là gì? Bốn đôi tám bậc là tám bậc. Một là hướng tu đà hoàng, hai là đắc tu đà hoàng, thứ hai là hướng tư đà hàm, ba là chứng quả tu đà hàm, cái đó là còn nhất lai. Thứ ba là hướng a na hàm, và thứ tư là chứng quả a na hàm, tức là bất lai, và thứ tư là hướng a la hán, và thứ năm là chứng thứ tư là chứng a la hán, tức là bốn đôi mà tám bậc này. Thành ra chỉ cần một bậc đầu thôi, ở đây thời gian có nhiều, thành ra chúng tôi nói một bậc đầu thôi. Một bậc đầu là quý vị làm sao? Thứ nhất là tin tưởng Tam Bảo, làm việc lành việc thiện, không có thấu tâm, dù gặp trở ngại bao nhiêu cũng vững lòng. Hãy nhớ Đức Phật tu nhiều đời, Phật không nói dối mình. Cái gì biết, cái lưỡi Phật le đụng tới lỗ mũi đúng không? Gặp rồi bị gạt rồi, con mình gạt cái gì? Giờ tới đâu? Trời ơi, cái đó Đức Phật nói chắc thật cho mọi người biết, cái đó là cái sự. Nhưng mà cái lưỡi bên ngoài Đức Phật vừa nói ra đó, cái lưỡi này nghe ra trong kinh nói đẩy ra mặt tới cái miếng tóc ở trên này nè. Biết này không? Chưa nghe hả? Bây giờ nghe rồi. Tại sao? Nhiều đời không nói dối, cứ tu đi. Và thông tin thông thiết chỉ tin có một điều một là hồi xưa cô bạn ấy, trời ơi, chứ mình đánh là khùng nhất thôi, mới đòi đi tu dậy sắp có giường luôn, mình một ngày kiếm đây triệu mấy, hai triệu, có đêm mình giao hàng mình qua bên kia bán đồ lậu kiếm được mấy, vô chùa đây ăn, trời ơi trời. Nhưng mà tôi nói xin lỗi, hồi xưa thì nói là nên ngồi đời là anh tin là Phật dạy trong kinh nói chớ đem đầu lo đói lo no, làm lành tu Phật, Phật lo cho mình, trúng đặt chớ đem đầu lo đói lo no, làm lành tu Phật, Phật lo cho mình. Tại vì mình tin gì tới chuyện mà nên là tới ông nhạc đó, mà
đang cô Linh Minh đi xuất gia đó, trời ông kêu công an bắt, thậm chí không dám đi xe đò, phải chở không ra từ Tân Châu qua Châu Đốc xuống Long Xuyên đi lên tới Thường Chiếu ở gần Vũng Tàu để cho cô đi xuất gia. Rồi khúc xuất gia 4 tháng rồi Thường Chiếu mới đi. Thì như để thấy không có đường nào hơn con đường tu hành. Cho nên các vị thấy trong tu một kiếp, tu một thở độ thân lưỡng kiếp, cứu được mình còn giới được mẹ cha, thì con một chiếc sắm ra sẽ là dẫn dắt cả nhà cùng đi. Giờ không có thời gian, giờ tôi nói là làm sao vượt khỏi sống chết, sinh già bệnh chết. Đây cái này là chính xác nè, nghe nè. Ráng cái gì ơi. Bây giờ hôm qua hôm trước tôi có nói một lần rồi, mình có đau bụng mà cái biết đau bụng có đau bụng không? Cái mình nhức răng, cái biết nhức răng có bị nhức răng không? Phải biết cái này, sống trong hiện tại này đó, sống trong hiện tại bao lần khóc nay bỗng như là tỉnh cơ mê bỗng bật cười. Bây giờ đôi khi ai cũng có đói bụng hết đó, đúng không? Mà cái biết đói bụng có bị đói bụng không? Cái biết đói bụng sợ ai cũng, chỉ một hai người lắc đầu còn như ngơ ngơ trời. Cái biết đói bụng nó có bị đói bụng không? Có. Cái biết đói bụng nó đâu có bụng mà nói. Thôi giờ nè, cái biết như răng có bị nhức răng không? Cái biết như răng đâu bị nhức răng. Nhức răng, cái biết như răng đâu có răng mà nhức. Phải nắm được cái này mới biết cái này. Giờ tôi nói nè, bây giờ cái đói bụng, cái biết đói bụng có bị đói bụng không? Không. Cái đau, cái đầu, cái nhức cái đầu mà cái biết nhức đầu có bị nhức đầu không? Phải biết có cái năng lực mà hiện tại, sống hiện tại là phải biết cái này thì mới vượt qua được cái này. Nhớ thôi tôi nói nè, bây giờ cái nhức đầu, cái biết cái đầu không bị nhức đầu, vậy cái biết cái đầu có đầu mà đâu có đầu mà nhức, rõ chưa? Phải biết cái này. Thật ra giờ tôi hỏi nè, khi mình chết ấy, cái biết của mình có bị chết không? Chắc chắn chưa? Bất cấu bất tử bất tăng bất giảm, cái biết chết nó không bị chết, cái biết đau không bị đau, cái biết đó cái năng lực biết là đó là tánh giác của mình. Khi mình chết tánh giác mình còn không? Còn. Nhớ rõ cái này chưa? Khi mà mình đau, bây giờ tôi hỏi nè, cái thân mình từ đầu tới chân đó luôn luôn là thay đổi, mắt lông mày tim mày đồ thứ nhai nhăn hết trơn, mà có một cái không già, cái gì? Cái tâm của mình, cái tâm chân thật, cái thấy mình nó không già, cái biết của mình đó, hiện tại giờ không già. Giờ tôi nói này để cái gì nhìn thấy, sống quen cái này mới biết, mà ai có tu thiền mới biết rành hơn. Ở đây tôi nói nè, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật hỏi ngài vua Ba Tư Nặc này, ngài Đại Dương, Đại Dương thấy Sông Hàm lúc nào nó dạ 6 tuổi, lúc hoàng thái hậu dẫn trẫm đi ngang đây trẫm thấy Sông Hàm, rồi bây giờ hoàng thượng bao nhiêu tuổi, bây giờ trẫm 62 tuổi, lúc 6 tuổi giờ 62 tuổi, cái thấy Sông Hàm đó có cái nào già, cái nào trẻ không? Có cái nào già, nó trẻ không? Hai cái thấy nó giống nhau, đúng chưa? Giờ lúc mà 6 tuổi biết đói với giờ 60 tuổi biết đói, có cái nào biết là trẻ biết đói nào già không? Nhớ chưa? Giờ biết cái này chưa? Đây là cái tánh giác mình, cái từ xưa giờ mình không có bị sanh diệt. Chính cho nên khi mà bên thiền trải mình á, phải tìm lại cái thật nơi mình không sanh không diệt, tự tình như như. Cái biết nóng, biết lạnh, biết đói, biết đau, nó không có sanh diệt. Cái biết này không sanh diệt, đó là cái bản lai diện mục của mình, rõ chưa? Nhớ cái này không? Tại vì quý vị cứ tiếp xúc thành ra không biết. Bây giờ tôi nói nè, giờ đây là tại mình quên, mình theo gặp bao lâu rồi, em mình mua chiếc xe Honda, cái màu xanh quá đẹp, cái ồ, cái màu lửa, cái màu này chị thích lắm, nhưng mà quên mình có tánh giác tại đây, không có tánh giác sẽ biết màu xanh, nhớ chưa? Mình thấy gặp đó mà quên sao này. Cho nên ở đây khi mình đau rơi gì đó, mà cái biết đau nó không bị đau, cái đói bụng nó không bị đói bụng, đúng không? Cái nhức đầu không bị nhức đầu, chẳng cái này chưa?
Trời ơi, cái nhức răng nó đâu có răng mà nhức. Thời nào thì chưa nghe nói hả? Không, bây giờ nghe con biết rồi thầy. Cô biết, còn mấy người này còn ngơ ngơ không? Thầy nó không trả lời chứ hiểu mà thầy. Thầy nói rõ quá. Bạn hiểu hết mới được. Đằng này cái bộ mình còn hai người hiểu, tội nghiệp với người kia. Bây giờ nè, trong thức tôi nói là có gì nào không nghe không? Nghe. Có ai không nghe không? Có nghe hết. Bây giờ nghe nè, giờ tôi nói lại lần nữa. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, Đức Phật nói là các tỳ kheo, nếu các con đi ban đêm có cái nhà, các con ở xa 300 thước không thấy đèn, nhưng mà thấy 6 ánh sáng, 6 cái cửa sổ nó phát ra, biết cái nhà có đèn không? Chắc chắn không? Chắc chắn không? Chắc chắn là trong nhà có đèn nhưng mình không thấy. Nhưng mà bây giờ là các vị thấy 6 đèn đó, Phật nói như gì? Mắt tai mũi lưỡi thân là mình thấy chiếc xe chạy ngang, thấy không, biết không? Có người đi ngang mà thấy người không? Có tiếng nói mình nghe tiếng không? Vậy là trong này mình có thính giác không? Mà cái thấy đó có khi nào thấy già thấy trẻ không? Không, rõ chưa? Nếu như vậy là tới mình đau mình chết, cái thính giác đó cũng không có già không trẻ, mà nó cũng không có chết không? Không, chắc chắn chưa? Mình biết cái đó nó không chết, chết chỉ là bây giờ mình nghe đây đó, ai nói là ồ chị mập quá, nghe vậy thì vui hay là mừng? Buồn. Buồn. Nói là nói thân tứ đại đó, chứ nó lửa đâu phải nói mình đâu. Mà nghe anh nhìn phùng đó, mồm nói là nửa tiếng nữa thôi, chứ nhìn nhận mình mập rồi. Nói thầy không biết là con bò, nói ngon nói là nửa, nhận mình là bò rồi thôi. Bây giờ, thành ra khi nghe, thì cái nghe, có cái nghe nào già, cái nghe nào trẻ không? Không có. Thì đó là tánh giác của mình, rõ chưa? Rồi cái tóc xanh tóc diện của mình á, vậy thì khi mình đau, mình có cái không đau, cái biết đau nó không bị đau, cái nhức răng, biết nhức răng. Thì nếu mà mình cứ chú ý tới cái răng mình không, mình nhức dữ lắm, mình biết có cái nhức răng, mình chú ý cho đó thì nó vượt từ từ vượt qua nhức răng. Ngồi thiền nếu mà còn mỏi mê, cứ nghĩ cái mỏi, nghĩ cái nhức rồi nó đau còn nhức thêm, đúng không? Thì khi mình biết đau, biết nhức đó, mình có cái nhức, cái biết nhức thì không bị nhức, biết đau không bị đau, có đói bụng đó, nó biết đói bụng thì không bị đói bụng, thì như là biết này mình vượt qua cái đói, cái đau, cái khổ, đúng chưa? Đúng không? Thì mình vượt qua được. Có thử chưa? Nói như vậy. Đúng, phải có cái này. Đoạn đường ai có qua cậu mới hay nghĩ như vậy là mới hay. Do nó ở đây cái thứ nhất là cái đau. Giờ gần tới cái già, mình ngồi nghe, mình bây giờ chân mày bạc chân rồi, mặt sắp đi chân rồi. Nhưng mà cái biết già này mình đâu có già, đúng không? Đọc cái bạc, mình đậu cái bạc thôi, chứ cái biết của mình biết, biết đậu bạc đâu 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 bị bạc. Vậy thì mình vượt qua cái già rồi, rõ chưa? Chứ còn mình không biết nữa đi. Kêu mấy đứa cháu nhổ có bạc cho ngoại con, ngoại nhổ mà nó hết không? Dạ không. Không. Tóc nó bạc mà cái tóc chứ tâm mình đâu có bạc. Vậy mình sống bằng tâm, khi mình chết qua đời này đời sau thì mình sống bằng vì tóc rồi, ta sống bằng với cái gì? Sống bằng cái tâm của mình. Tại vì mình biết cái đó, cái già mà mình biết cái đó, cái tấm giác mình nó không già, mình vượt qua cái già rồi. Mình làm chủ cái già, đúng không? Rồi bây giờ tới cái chết. Cái chết này, ông già tôi đó, ông dốt, không biết chữ, người qua mà, chỉ biết số mà kéo tên như cô bán thôi. Mà khi mà niệm Phật riết đó, tới ông nó rồi, cái chết cho mắt cá, cái chết từ gấu, chết tới cái bụng, chết tới ngực. Mà cái miệng nó chết tới từ cổ, mà cái miệng của ông nó vô. Cái mà chết rồi, ông đó 6 tháng, ông bị ung thư, cái nghiệp duyên hướng nên sợ vậy. Hồi xưa nhà giàu, không bao giờ 18, 19 tuổi, ông một cụ đất xét là con cò ở trong đốc đó, trong đốc ở đây quý vị biết rồi. Cò thì nó ngủ, nó thọc cái đầu nó vô cái cánh này nè, đưa cái ngực lên nè. Mà bụ tre nó cao vậy, nước lên một thước mấy hai thước đó. Cái xuồng đậu cái đèn khí đá, rọ cái đèn khí đá đó. Có cái chá rọi lên thấy bắt bích một cục ngay cái chỗ cái ức này đó là con cò rớt xuống, rồi người sau bị
đi từ một tiếng hai tiếng ngồi một khoang xuồng á, năm mấy chục con về làm rồi nhậu ăn không chứ đâu có bán. Và cuối cùng là ông 67 tuổi đó, tới 68 tuổi chết, 67 tuổi đó, năm đó năm 82 phát hiện ông ung thư cuốn bao tử cho ngực, ngay cái ngực thôi, một cuộc bốn nổ lên. Thành ra thằng bạn đó, bác sĩ bây giờ nó có cái bệnh viện tư, nó bác sĩ hợp cùng lớp, bác sĩ quân y trung úy, nó xuống đó ăn không được, nó thọc cái ống cao su vô, thọc vô rồi cũng buông sữa vô được, mà đi lên chợ đẩy thì nói là không có thuốc. Ngày xưa lúc năm 82 vẫn còn gãy tay với chân, còn chích penicillin, từ năm 75 tới đó gãy còn chích, nó áp AC cho 30% mà bác sĩ nói cái này là mổ cái này ra, bây giờ không thuốc mổ cũng chết, không mổ cũng chết. Thành ra ông già nó để cho anh chạy được nguyên vẹn đang về, nói 6 tháng sau chết, cài thuốc nam thuốc dữ lắm, 7 tháng rưỡi chết. Mà khi ông chết ấy, là có gì đâu, ông ngủ cái sợi dây này để đây ngủ luôn, tay luôn chân trước cái đuôi ra thì cái cục nó lớn thọt thọt không vô, đói đói sao sao luôn. Mà khi ông chết ông niệm Phật tới mà nó chết tới đầu gối, tới bụng, tới ông nói rồi nó rồi cái lưỡi luôn luôn rồi niệm Phật năm. Và đầu tiên đó thậm chí bỏ mua bán nó được Tân Châu cách nó 10 thành phố quận đó 17 cây số đi qua, ban đầu nó không mày đi đi mày lên chưa đạt tới số điều một không chịu niệm Phật đó. Mà niệm tới gần 5 tháng mấy 6 tháng không, còn từ 2 tháng trước là biết chợt có tội là bán cò bây giờ ngay cái cục này cái ngay đây đó là ra niệm niệm Phật niệm Phật. Khi mà khi mong niệm Phật hết cái ông chết vậy đó, đói nên là chỉ tháng mấy tháng không có ăn uống gì được, nước đổ không trôi mà chỉ vô nước biển cho thì ốm còn xương xương. Mà khi mà chết rồi niệm Phật thì cái chân nằm cái mặt này hồng hào lên như là cái người ngủ mà mặt hồng hào rất hay luôn. Đây cái việc đó niệm Phật về tội chi phiên điều kiện của đức thiên nhiên căn lành, tại vì do đó Phật không có bỏ mình như vậy khác thôi. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói là đời này mình không tu cũng lắm cái gì, và chúng tôi muốn nói rằng giới giáo lý của Đức Phật biết đời này của mình đó là cái đời mạt pháp, mạt đời cuối là sao của Đức Phật, cho nên ít ai được siêu mạt chứ mạt pháp và tâm mạt chứ không phải là giáo pháp thật mạt, nhớ kỹ này. Cho nên ít ai mà kiên trì, cho nên cái gì ít ai giữ đạo chi bờ tu cho nước lớn rộng bèn cả trâu. Cho nên quý vị thấy tại đây nha, là mình thấy trời một mặt chiếu cùng thiên hạ, cầu cây đưa cả muôn người tu làm việc lớn ai ơi, cứu cha mẹ được độ mình cũng xong. Cho nên tại có này mà nếu mình không biết tu cũng vô cùng. Cho nên ở đây chúng tôi cũng nói là cái gì nói là nói cho vui để cho rửa buồn, cầu đạo để giải thoát đúng không, mà phải thật tâm đúng không, cầu đạo thật tâm phải cạo đầu, cạo đầu chẳng phải cạo tâm đâu, cạo tâm mới thật là cầu đạo, mà cầu đạo thiết tha phải cạo đầu. Và tại sao nói tu, thưa quý vị, tiền vàng sẽ bị tiêu hao, tu hành phước đức chẳng bao giờ mòn, phước tuy không thấy thường còn, tiền vàng cất giữ mất còn chẳng hay. Và người đời cứ mãi cạnh tranh hơn thua thiên hạ, và cái gì nói này cạnh tranh rồi cũng ra ma, như ba tấc đất nắm mộ ai hơn, ba tấc đất hai hơn ai còn nắm xương mà thắng thua gây quán chuốc hờn, phế hưng bao lốt sống tồn biển nhau, phế lạc suy sụp hưng là gì thẳng ra. Hồi sớm tôi nói với gì đây là cha mẹ anh em người đời kiếp của tôi, của thân thiết gì tin không, giờ tôi nói một câu chuyện này nữa thôi, rồi tôi đi ở dưới là cả sạc trời ấy thì chút nữa. Tôi nói nếu mà cái gì coi cái kinh điển hay ở trong cái bài, trong cái ca tăng truyện có một cái chuyện của ông Ngài Tề Vô Phẩm. Có nghe ông Tề Vô Phẩm không? Nghe chưa. Bây giờ tôi nói là chị ghi vô ba này nè, tôi tu thiền, nhưng mà nghe nè, tứ hoàng thơ nguyện là gì? Thứ nhất là gì?
chúng sanh thiền, phiền não vô tận thầy nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thầy nguyện học, Phật đạo vô lượng thầy nguyện thành. Ghi vui ba cái nguyện này hay lắm, để ra thầy gửi mấy cái đêm hôm thầy con ghi đó ha. Dạ. Thì gửi bữa nay có gửi một cái đêm hôm thầy nói là bữa thứ năm rồi đó, tôi cũng có nhận được ha. Tiện cái mà danh pháp danh số đó, cái gì nhớ là chuyện ba quyển này. Thứ nhất là gì, niệm Phật thật yếu hòa thượng Thích Thiện Tâm ghi đi, niệm Phật thật yếu hòa thượng Thích Thiện Tâm, niệm Phật thật yếu qua hòa thượng Thích Thiện Tâm hay lắm, có ghi đi rồi tôi chỉ cho mình, tôi 5 phút sau là có người mang tới chỗ cho mình, gửi kinh đến tới mình rồi. Niệm Phật thật yếu hòa thượng Thích Thiện Tâm, niệm Phật thật yếu, niệm Phật thật yếu của hòa thượng Thích Thiện Tâm. Bạch thầy ở chùa Phổ Minh đúng không? Ở Gò Dấp đó. Chưa, để tôi biết chút nữa, giờ không nói, biết mà không sự. Niệm Phật thật yếu rồi chưa? Dạ. Rồi, quyển thứ hai là bước đầu học Phật. Bước đầu học Phật. Bước đầu học Phật. Bước đầu học Phật. Bước đầu học Phật của hòa thượng Thích Thanh Từ. Quyển đầu là niệm Phật thật yếu của hòa thượng Thích Thiện Tâm. Bước đầu học Phật của hòa thượng Thích Thiện Từ. Đọc lại, quyển thứ nhất là niệm Phật thật yếu của hòa thượng Thích Thiện Tâm, hay lắm quý vị. Niệm Phật thật yếu của hòa thượng Thích Thiện Tâm. Thứ hai là bước đầu Phật của hòa thượng Thích Thiện Từ. Thứ ba, Phật phổ thông của hòa thượng Thích Thiện Hoa. Phật học phổ thông. Phật học phổ thông của hòa thượng Thích Thiện Hoa. Ở đây ai xem cái đó rồi? Dạ có, ở đây ai cũng học rồi mà, học rồi. Hay không? Hay. Trả cho hòa thượng Thích Hoa. Ba quyển nó hay lắm đó. Nhất là nghe là tứ đế rồi bát chánh đạo hay lắm. Bây giờ ai kể cho, nghe là bát chánh ba ngày không ra đạo kể coi. Ngũ căn ngũ lực thất ngũ đề phần bát chánh đạo tốt rồi con, vậy là ráng nghi ngẫm đi. Để lặp lại là thứ nhất là niệm Phật thật yếu hòa thượng Thích Thiện Tâm, thứ hai bước đầu học hòa thượng Thích Thiện Từ, thứ ba Phật phổ thông. Phật học rồi không? Phật phổ thông rồi. Và cái quan trọng là cách sao là hơi khó. Và giờ tôi nói cái chỗ niệm Phật thật yếu mà thôi đừng coi. Đừng coi, đừng coi, đừng coi thì xuất gia, tôi cạo đầu bỏ nhà bỏ cửa hết. Hay lắm, tôi nhờ cái đó mà tôi xuất gia. Giờ tôi nói một cái này là chứng minh là quý vị đây là chồng họ tôi đi nhiều đời nhiều kiếp, nhiều cái thầy chúng tôi là kia đó. Đây, họ biết thì coi đi rồi biết. Trong này có ông Tề Quân Phòng. Ông là năm nay, ông 46 tuổi. Ông là người ở Giang Nam. Trong ca tăng truyền có kể lại, tại vì mình người Việt mình đó nên là không ghi, còn bên Trung Quốc á, người ta một vị hòa thượng là có năm vị thị giả, thị là theo, giả là người theo, coi lễ nhạc, coi y phục, coi ăn uống, coi ghi bí thư, ghi chép và coi những thờ khóa, tại ta ghi trên thành ông Tề Quân Phòng. Ông học rất giỏi và thi đâu rớt đó, từ nhỏ tới năm 22 tuổi thi hoài không đậu. Thì tới năm 25 tuổi cha mẹ mới bán ruộng, mới sắm cho một cái chằn để mà vừa đậu, giống như thế của cũ á, ta chị hiệu lợi nè, là đậu bao nhiêu ra để mà bao nhiêu luôn mua nè, chở cái Sài Gòn á, thì làm ăn giàu lắm. Cái chằn là gì, dựa đồ để mà lên giá bán á, chứ không cái đó gọi là gì, lầu cơ tích trữ đó. Đầu cơ tích trữ thành ra, nhưng mà hãy có tiền nhiều rồi đâu, đâu hết tiền tới 4 lần thì tỏ tiền. Tỏ tiền là gì cô? Hết vốn đó, tỏ tiền là Benessi đó. Tìm người bác ở Giang Bắc đó, mà một cái tỉnh như Giang Nam đi qua Giang Bắc, rồi qua một cái quan xa đó, đi ngựa mấy tháng đó, đi tới thì mới đi lên mà lấy 50 lượng bạc về lập lại cái chành khác. Thì trên đường đi vậy đó, nghe chưa ra khỏi Gia Nam đau cái nền, ghé vô không dám ở khách sạn mà ở nhà nghỉ thôi, bây giờ gọi là motel đó, ở đó tới
mua thuốc uống rồi cho tới bán nữa, bán rồi hết tiền luôn, rồi cho mặt mạnh rồi thì tôi tiếp trở về đâu đi được. Thì trên đường đi đói quá 2-3 ngày mới vào trong xóm xin ăn. Thì trong xóm nó mới nói ở đây cá hạ mà muốn ăn đó, ở đây hạn hán 3-4 năm đói, từ nam thì đào củ chuối ăn, chỉ người già mới thể nấu cám là cháo ăn được, mình nấu cháo thôi. Và muốn có được một chút cháo thì lên chùa Hoa Sơn, lên đó để mà kinh quả mai. Thì từ chùa lên đó là từ chỗ xóm mà lên chùa cũng cỡ gần cái số, đói mà đang đi gà còn 500 thước đi vô tới tiền núi rồi, thì thấy một vị tăng Ấn Độ trong núi đi ra, vừa thì vậy đang đi gần tới đấy, chào pháp sư khỏe không, thì vừa nói vậy thì ông ngó sau lưng, thì tưởng là chào người quen sau lưng, ông ngó sau lưng thì vị tăng Ấn Độ nói ở đây chỉ có tay pháp sư không à, đâu có ai mà tìm, thì ngài tìm không đấy, dạ thưa ngài có lòng không, con họ Tề trên Vũ Cầu 46 năm chưa từng rời khỏi gian nam này thì làm sao mà đi xuất gia mà gọi là pháp sư. Thì lúc đó chị Tăng Độ nói là có lẽ cơn đói làm cho ông quên chuyện cũ, ông có nhớ năm xưa ở Trường An ông giảng kinh Pháp Hoa không, giảng kinh Pháp Hoa nghe. Thì ngay đó thì ông Tề mới nói dạ thưa ngài, con đã nói cho mẹ con là họ Tề trên Phú Phòng nhỏ tới lớn học rất giỏi, khi đâu rớt đó, rồi làm ăn rất là giàu, mà vừa có tiền đau hết tiền tới bốn làm rồi nghe tới khánh kiệt khánh tạnh đó, Bandeci đó, bây giờ người bác gọi lên ở Giang Bắc lên cho mượn 50 lượng vàng về nên làm vốn trở lại, cho nên chưa từng đi lên đi xuất gia, chưa từng là sao đi lên Trường An thủ đô, mà có Trường An là Nam Kinh là Lạc Dương đó, thì làm sao mà lên thủ đô mà giáng kinh. Thì lúc đó ngài Tăng Độ nữa nói ồ, có lẽ cơn đói là cho ngài quên rồi. Ngài có nhớ ngài lúc giảng kinh Pháp Hoa ở chùa Đông Đức ở Trường An không? Thì nó giảng con đó, nó con đâu đi đâu mà Pháp Hoa. Thì lúc đó ngài móc ra trong cái túi một cái trái táo to nè, nói trong nước ta có cái loại trái này, ăn vào sẽ là hết đói mà nhớ được kiếp xưa. Thì vừa cầm vừa đưa ra thì hai tay nắm lấy, buồn ngủ gặp chiếu manh, đói 2 ngày rồi gặp thức ăn mà bần cầm ăn, vừa ăn ngồi thức ăn được sẵn cái giếng cái suối giọng dưới đây nghe giống nước uống lên ngồi để mà rồi hỏi thì ngồi có cái gió hiu cười với cô bao lâu biết ngồi vậy mới nhìn thấy Tăng Độ còn ngồi với bên mới hỏi dạ thưa ngài, thần thượng nhân bây giờ ở đâu, là nhớ chuyện xưa là nhớ giờ à, thần thượng nhân ở đâu. Thì vậy là thần thượng nhân đời trước tu xuất gia rồi mà phát nguyện dở trước tượng đá, tới đời này tu không chứng quả, nguyện đời sau và quý thần, nên hiện giờ chuyển thân làm đại tướng ở Trường An. Vậy không? Cái gì thấy đâu phải đơn giản đâu, đừng có thề, đừng có nguyện gì giả ra. Rồi hỏi bạch và bạch ngài, còn chánh hòa thượng giờ đâu? Rồi chánh hòa thượng bây giờ chuyển thân lên làm tăng ở Tây Thục mà công tinh chưa đa mãn, tức công phu tinh tấn chưa cần đa mãn, tức là chứng quả đó. Còn hỏi ngộ pháp sư ở đâu? Ngộ pháp sư thì giờ chuyển thân làm tăng, giờ ở phương Bắc nhưng mà công tinh chuyên chưa mãn và chưa ngộ đạo. Nghe đó ông ngồi khóc, ông tìm một cách giải thưa ngài, tại sao năm trước 65 năm thân đắc một y ngày một bữa mà giờ này thân con học thì rất giỏi, nhưng mà thi đâu đến đó mua bán làm ăn thì tiền vô như nước, và tiền có rồi đau hết tiền đó mà. Tại sao như vậy? Thì những Tăng Độ ông khi xưa là pháp sư ngồi trên pháp tòa giảng kinh Pháp Hoa, gây hoang mang cho thính chúng, làm cho chúng ngờ vực. Cái gì thấy nói cả một tiếng thì bị đọa là 5 năm kiếp tròn, nhớ không? Nhớ cái chuyện này phải không? Nói sai một tiếng thôi, bây giờ không có giờ tôi giải thích cái gì có nghe rồi đó. Tại đó gây hoang mang thính chúng, do tội đó mà đời này phải chịu lưu lại mà không thi đậu. Nhưng thôi nước ta có cái kiến này, nhìn thấy được tương lai, nói rồi móc cho cái đải chú nhỏ đó để cái gương đưa cho, thì ông cầm cái gương đó, ủa
cái kiến này con trả thử cho ông thấy. Thì nó coi đi, tán đổ nó coi đi, vừa coi dạ thưa ngài, vậy là đêm nay con được xuất gia. Rồi theo ta, vừa nói nắm tay vừa đi bảy bước biến mất. Đêm đó lên tới chùa Hoa Sơn, và đêm đó được vị trụ trì đem ngộ đạo và cho xuất gia là tại Ngộ Am, Thích Ngộ Am. Và sau đó ông chứng quả, ông kể lên tới 9 năm sau ông tịch, và ông nói sao là đường đó tôn và phá 41.000 ngôi chùa và bắt nghĩa là 262.000 tăng ni hoàn tục. Ông nói luôn bài kệ luôn, từ 9 năm sau ông tịch ông biết ngày giờ rồi ngộ đạo chứng quả. Cho nên cái gì thấy ngay lúc đó đó, thì khi mà nắm nắm tay đi rồi đó, thì cái vị tăng độ đó trong năm người bạn Vân Thủy khi xưa chỉ có ta chứng quả. Trong năm người bạn Vân Thủy, Vân là gì, mây thủy là gì, thì nước Vân là mây, mây có ai biểu nó đi hướng nào không, nắm nó kéo đi đâu không, tự gió đi dương nào đi cái đó. Và thủy là gì, nước, nước là chỗ nào thì đâu có con thì nó giải trị cái duyên thôi, tức là những người giải thoát tu đường được giải thoát, hiểu chưa? Năm người bạn Vương Thủy xưa chỉ ta chứng quả. Vì ông có điều là ông gây qua mang cho chính chúng, phải ngồi đây mà nói. Giờ nhiều khi mà nói nhiều cái mình sợ, nhiều vị học cao tiến sĩ mà nói không có cổ trực lạ, không có cả Phật Di Đà, không có Phật Quan, có nghe nói không? Đừng khi dễ, mình đừng có nói. Ai nói thì được, nó mang tội, mình không có mang tội, nhớ chưa? Nhưng mà từ xưa giờ kinh Phật nói rõ ràng, không có chứ. Thật ra những cái điều đó mình thấy mình ráng, mình ở đây mình không nói gì tên thưa quý vị. Và xin thưa, chúng ta còn gặp đây, nhưng không biết ai có biết bài thơ có bà Công Tàng Tôn Nữ Hỷ Thương không? Còn gặp đây thì ta cứ vui cuộc đời như nước cả mây đâu, trở danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để là đời. Còn gặp đây thì ta cứ cười đó, không thật hay quá, chị giỏi rồi, đứa yêu quá giỏi rồi. Nguyễn sách này hay cũng có tờ đầu và trang cuối, món ăn nào ngon cũng có đũa đồng và muỗng cuối cùng. Thành ra mong rằng tất cả đây là cha mẹ nhiều đời của Thanh Kiếp. Thanh Kiếp bận nhiều việc đó, hồi nãy có đưa quý ba, bây giờ còn 12 quý ba nữa mà chưa kể cái đi Lâm Đức, rồi đi bên Nhật, rồi về Việt Nam và giúp cho mấy người phát đạo mọi người, và đi về đây có 3 ngày rồi trở qua không ở về đó, mà trở qua rồi qua về thăm Bảy Tây, thì giảng ngày đó là cái ngày ở Cú Lan, rồi tới 2 giờ xong là 5 giờ lên đó bay về luôn, vẫn tới vẫn là 12 giờ, rồi tới 14, 15, 16 là trở qua đây mà. Và qua chùa Hải Đức ở Florida để giảng mà Cú Lan ở đó. Thành ra mình thấy không biết ngôn loại, nhưng mà sư tu gì sống tại đây ai cái chi giờ phải cứ làm sao biết ai phạm ai thánh. Đức Phật thành Phật rồi mà còn bỏ phước sở kim, đúng không? Dạ. Không một khi mình mình ở đây quá có phước rồi, thức ăn đầy đủ. Và bên đó có một người nói tôi là phước thân mẹ con chết, hỏi rồi nó mẹ chết rồi, nhưng mà cô nói là phước thân mẹ chết không bằng hết gạo. Mẹ chết là đau đó, mà không bằng trong nhà thiếu gạo thì sáu đứa con nó còn ngủ đường, còn nửa luôn rồi mua không được, nó phải ghét luôn và đi mượn gạo. Mẹ chết không bằng hết gạo, mà nghe được. Tại chúng tôi về giúp cho một số gạo cho mấy người ở bên đó cũng cần. Thành ra tôi mong rằng cái gì khác tôi mình để quá có phước lắm cái gì. Chúng tôi đi ở Mỹ này, xin lỗi chứ cái thế chung của trong phi trường họ, mình vô đó mình nằm ngủ cũng không thấy hôn, đúng không? Nhưng mà đôi khi có cũng sẽ xóa hương. Mà trước khi mà vào ở nhà mình, nếu mà có ai vào cái thế chung mình á, mà đi rồi mà giấy giải bỏ được người làm nó quá, đứa nào mới đi vô, ra cái kia đó. Tại có nhiều cái, có người tốt và cũng có người họ bỏ từ lên. Trước khi vô đó tôi cứ cầm cái nó
bỏ rồi đó bóng cái rồi rửa tay rồi nó đi coi gì của mình mang ơn vô cùng cho đó coi gì nên là một giọt nước rửa lau mài làm đại chúng lớn nên là cái gì đó mạc phi tiểu tẩu đừng có cho là cái tẩu nó nhỏ cái gì nên là thủy đức TV cái nước giọt nước đi đức mà tiểu danh thành khí rồi mà nó tiệm là dần dần danh nó đầy cái đại khí là mưa cái chung lớn đừng khi dĩa ác nhỏ cho là không hại dọn nước rửa lâu ngày nó đẹp chung lớn và chúng ta đây còn trẻ mấy tôi trẻ tôi già tôi tuổi già thân suy yếu tay chân khó giải biểu người xuất cùng lục kiệt lấy khi hành pháp diệu đúng không và ở đây chúng tôi nói là tôi đi đường mang nặng nề cũng như kinh sách cho này cho kia nhưng mà tới chừng mà gặp một tờ giấy cái miếng rác là luôn luôn không giờ bỏ quên đi một kiểu nổ lượng nó bỏ từ rác nếu chỗ đó chỉ cả ra năm chỉ em sẽ di chuyển một lượng không có còn đâu đúng không mà cái đó có hướng không có lỡ rồi tôi nói cái này nó cũng được đâu không tôi đọc bỏ cái này cũng cả chục năm tôi nhớ thì ở siêu tồn nó có cái chỗ mà ông Bill Gates á chỗ mà cái Microsoft á thì nó tuyển nhân viên và trong đó tuyển nhân viên là 2 tuần thì có 3 người đi vào thì mới có 4 ngày vào khi các ông trưởng phòng nó đi đủ hết rồi có 3 người đưa vô ông nói là bây giờ đó chúng tôi tuy ở 2 tuần nhưng mà đủ chút số là 14 người rồi bây giờ 3 người tới trễ quá nhưng mà thôi tôi cũng để tình tôi nhận cái nó sau tháng sau này tôi nhận trả người kia đó ủa sao vậy cái thằng này nó học cùng cỡ tôi mà nó nghĩ tôi thu tôi 2 tiếng chỉ sẽ xem nhận thằng này mà bạn tôi là không nhận tôi thì cái anh trưởng phòng về chuyển chuyện như vậy đấy cái quyền nhận không là của chúng tôi thì một người trong đó nhưng mà nói hợp lý chúng tôi mới biết thì cái nợ đó thì nói về các anh muốn biết thì tôi biết lúc nãy đi đó ba đi trước tôi đi sau cuối cùng thì 2 anh đi đầu 2 áo trắng này còn anh này bạn áo xanh nè đi phía sau gặp một tờ rác lớn vào bàn tay anh này lượm 2 đi trước đi luôn anh này lượm bỏ thùng rác ở đây cái người mà bằng cấp ở ngang chúng tôi dư mà chúng tôi thiếu người có trọng trách thì cho nên tôi nhận cái người này rồi là đi về đúng không có phước không cho nên câu là sao thấy khi việc phải cứ làm sao biết ai phạm ai thắng và xin thưa quý vị còn nhiều lắm nhưng mà nếu có dịp sau này chúng tôi sẽ trình bày nhưng mà trên đời không có gì hơn là cái hiếu và nuôi cha mẹ trong 3 phước này một là cúng dường cho Phật 2 là nuôi dưỡng cha mẹ 3 là giúp người đói đã con thuốc như bác sĩ này đã giúp người thuốc men là bác sĩ Nguyên Trần nhiều người coi bên tôi là trong phật tử chúng tôi coi nhiều người theo dõi và ăn uống làm sao cho tránh khỏi ung thư thì đó là 3 cái phước đó bằng nhau cúng Phật nuôi cha mẹ và giúp đỡ người đó đang không có 3 phút bằng nhau như là mình nuôi dưỡng người bệnh nhân đó, người đó đang không có 3 phút thì cũng được tập hành một vật thôi có bao nhiêu người bảo họ được nha bây giờ mình nguyện cầu hứa tới giờ này chúng tôi đi chút xíu nữa thì chú phát triển gì con của Nguyên chú phát triển gì không phải chú của ông bạn á anh Dương á dạ, Dương tên là Dương biết đặt cái Dương mình không được đâu thôi mình học bước nha mô phật nguyện đem tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đúng, về hầu hướng mà không có chút là cũng thiếu. Thôi vậy chút quý vị đơn ngắn hơn. Chúc cho tất cả quý vị cùng ni sư ở đây cùng tất cả quý Phật tử ở tỉnh xác hiện như là luôn luôn xinh đẹp như hoa hồng, thành công như hoa cúc, hạnh phúc như hoa mai, phát tài như hoa pháo, độc đáo như hoa lan, bình an như hoa huệ và có trí huệ như hoa sen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chứ có người biết người không biết, chúng tôi và đi sư Hiền Tịnh là sanh ở Châu Đốc và cùng học ở trung trường cùng lớp, rồi đi xuất gia cùng thầy, cùng cạo đầu chung, cùng chọc lóc. Thành ra giờ mong rằng những người phương bà phương hộ cho ni sư luôn luôn là an.